chơi mất. Dạ. Sao? Họ có luôn cả xe này đi chơi. Anh cậu bị yêu. Yêu. Xinh như là xe. Hôm nay chị xinh á. Trong quần chị ạ? Ừ, đủ đấy. Trong quần là đủ. Anh biết chị chưa gửi cho em. Ờ, còn đấy là giống như còn đấy rồi chứ. Ừ, 78 đi. Cảm ơn anh. Chốt đi. Nhớ cũ à? Ừ. 60. Hello, hello. Rồi ơi, mới đầu này được cái xinh gái à. Em nào có chị cũng bảo em kiểu xinh gái ấy. Đùa. Ừ, bán kia này còn này chị. Hình như có đủ size rồi chị đấy. Đơn hôm qua đi chưa? Đơn hôm qua bên em gọi điện cho đơn là đi rồi nhá chị yêu ơi. Đơn gọi điện cho đơn là đã đi rồi ạ. Trời ơi, có cái mụn to đúng rồi đây. Hello, hello mọi người. Đơn hôm qua bên em gọi điện là chốt đã đi hàng rồi nhá mọi người ơi. Cứ gọi điện chốt là hàng đã đi rồi, đây là chuẩn bị. Quần mặc đẹp thế, zing ngay một con quần này nhá. Quần này quần này là siêu VIP luôn, các chị phải nhanh zing ngay con này nhá. Em thấy chị Hoài An, nói chung là hôm nay sẽ lên nhanh, em ơi cho chị ghé vào đây đi. Chưa tìm thấy. Chưa thấy gọi điện chốt đơn thì chắc là đơn hàng của mình chưa đi rồi. Rồi em thấy chị Hoài An nhá. Chưa thấy gọi à em, ừ thì sáng mai bên chị gọi sớm lại nhá. Đây để em xem nó có ok không nào. Con này lên nhanh mã luôn khẩn cấp nha các chị ơi. Vừa bán vừa tặng vừa tri ân này. Rồi em thấy chị Hà Thủy luôn nha. Chị nào muốn cho em xin một nút chia sẻ đi. Chia sẻ live stream nhá. Thật sự hôm nay là lên nhanh. Yêu chị á. Đừng có yêu tôi nha. Chết rồi. Yêu là chết rồi đấy này. Thương thôi đừng yêu. Thương thôi nha. Các chị ơi hôm nay sẽ lên về đẹp kinh khủng. Hôm nay sẽ lên về đẹp dã man con ngan các chị ạ. Đấy, nên là mọi người ơi, chị nào mà được xem xin một nút chấm nhá. Trái túi. Nhầm mẫu à, nhầm mẫu chị inbox tin nhắn cho em đi ạ. Nếu mà chưa bên em chưa xếp kịp thì sắm mai bên em xếp sớm nhá. Bị nhớ cuộc gọi điện của shipper thì mai bên em sẽ giao lại cho mình luôn. Mai thì bên em sẽ giao lại cho chị yêu nhá. Đây, em có thấy chị Hương Dạ quen, chị có thấy em Hương Giang. Đây là những cái mẫu này nó lẻ lẻ một vài cái. Mọi người bây giờ em lên mã luôn nhá chị nhá, để mình chốt luôn nhá. Tại vì hôm nay lên là khá là muộn, tại vì hàng hôm nay về nhiều quá. Nên là về lên hơi muộn một chút xíu, là mong mọi người thông cảm nhá. Áo em mặc có bán chứ? Chắc chắn là bán rồi. Em ơi chuẩn bị cho chị màu nhá. Áo em mặc chắc chắn sẽ bán cho các chị yêu của em nhá. Hôm nay chị nhận được áo rồi nha, là áo len nhung L33, L34 đẹp dã man. Chả ai bảo là 149.000 em đã bảo rồi. Áo đấy không ai bảo 149.000 hết. Hàng đấy toàn bao nhiêu? Chắc chắn là ra toàn 200 mấy. Làm gì bán là bảo 149.000 đúng không? Rồi ok các chị ơi. Áo em mặc 60 cân quay đầu, con này là VIP luôn. Áo em mặc có bán, chỉ cần mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ thôi. Bây giờ lên mã luôn em ơi. Con này các chị. Con này các chị lên luôn mã luôn cho em nhá. Mấy hôm rồi, rồi ok may rồi bảo các bạn check sớm luôn cho chị luôn. Trời ơi con này, các chị lên mã luôn cho em đi. Mã này các chị lên cho là tặng một đi. Em sẽ kỷ niệm các chị nốt con này với giá là 19.000. Em kỷ niệm cho 5 chị nhá, tặng một em qua mẫu nhanh. Tại vì hôm nay không có nhiều đâu nha mọi người ơi. Ở trạng mã số cho em là tặng một. Áo em mà còn chị gái ơi, còn nhiều. Hôm nay em mới về thêm rồi, nhưng cũng không nhiều lắm đâu. Giờ cho áo chị mặc đi, giờ ok. Mã tặng một cho em nhá, hôm nay có cả phao. Hôm nay về phao rất là yêu các chị nhá. Về phao rất là rẻ. Không phải là rẻ mà về phao bao giá cho các chị luôn. Hôm nay về phao áo gấu đang mặc em có bán luôn. Nói chung là hàng đẹp. Các chị lên luôn cho em ấy là tặng một đi. Em kỷ niệm các chị luôn với giá là 19.000 đồng. Mỗi chị một cái nhá. Cái này em có độ tầm 7-8 cái ở đây. Em lên mã nhanh nữa. Cái này phải lên mã nhanh nhá mọi người ơi. Tặng một và kèm số cho em. Rất là đẹp đúng không các chị gái ơi. 19.000 đi. Bao xinh bao đẹp. 40 cân đến 60-65 cân các chị cho đơn. Hôm nay em có cả về set len. Set len giá rất là rẻ này. Về cả áo luôn các chị này. Về áo gì ạ? Em về set len cho mọi người này. Về áo phao, về áo em đang mặc, về quần bò, về cái gì ta? Về len và về rất rất nhiều thứ. Em sẽ lên mã nhanh nhá mọi người nhá. Tặng một của em đi. 19.000 chỉ chốt cho chị nào chia sẻ livestream. Trời ơi.
Bình thường các chị đang mua con áo này với giá là toàn 200 mấy, 200 mấy, 300 mấy. Hôm nay bán tặng các chị 19 nghìn nhá. Mã số cho em là tặng 1. Ok dạ, cứ chia sẻ livestream là có đơn nhá. Tặng 1 và kèm số cho em 19 nghìn đồng. Ok dạ, hết tặng 1 nha các chị ơi, cái này em có ít. Không có nhiều, có từng đây thôi. Đấy. Có từng đây nhá mọi người, áo phao em có lên rồi em ơi, cho chị mã của cái này đi em ơi. Con này là gì nhỉ? N35. Con này thực sự là đúng rồi mẹ. Không nhầm rồi. Không là nhầm rồi. Con không phải cái quần đó. Để con suy nghĩ xong. Đấy, cái con này các chị lên cho mãi là N35 của em là áo em đang mặc. Từ 40 cân đến 60-65 cân các chị cho đơn ạ. Chị nào là nhận được hàng này của nhà em rồi, N35. Em ơi, hôm nay kỷ niệm các chị đi. Con này kỷ niệm nhá. Vừa bán vừa tặng vừa trên, có chị nào nhận được con này bên em chưa? 135.000 một áo, mã số cho em là N35. Cho chị phao vào đây đi. N35 cho em sẽ có màu này là màu xanh ngọc này. Màu này là màu đỏ này. Màu này là màu vàng. Màu này hôm trước nhà mình chốt là màu gì nhỉ? Màu nâu đúng không? Và màu em đang mặc sẽ là màu cam. 135.000 một áo, bao hàng Quảng Châu, hãng của nó là 1988. 1988 à 1988. Cái này các chị ra mua thì rơi vào độ tầm 3-4-500.000. Thật nếu mà các chị ra sốt mua là 208 đúng không? Nếu mà chị nào mua con áo này đã là 208. Em bán kỷ niệm các chị với giá là 135.000, tí nữa có lên phao. Nhá mọi người nhá, 135.000 áo em mặc các chị cứ chốt em là màu cam. Màu này sẽ là màu xanh ngọc. Màu này sẽ là màu đỏ cho em này. Màu này sẽ là màu vàng. Màu này sẽ là màu gì ạ? Màu nâu. Thật sự cái này các chị mặc ấy phải trẻ ra bao nhiêu tuổi mọi người. Thề với các chị luôn. Con này không ai nghĩ là mình mặc gọi là mình bao nhiêu tuổi đâu. Mặc cái kiểu như là 18 thôi. Đôi 18, 18, 17 thôi, màu nào cũng xinh. Từ 40 cân nhá mọi người. Con áo này các chị từ 40 cân đến 60-65 cân mình chốt đơn N35 ạ. Mã cú pháp của em sẽ là N35 và em sẽ kỷ niệm các chị con áo này 135.000 một áo. Màu rất là tây nhá mọi người. Và em đang mặc là màu cam ạ. Cái màu nó rất là xinh xinh. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn ạ. Rất là xinh đúng không ạ? Màu này các chị kết hợp với cho em là quần bò. Mình đi giày thể thao, mình mặc cái gì cũng xinh. N35 của em nhá, với giá 135.000 thôi. Kỷ niệm các chị con áo này đấy. Đây các chị ơi, đây là màu xanh ngọc cho em này. Màu đỏ này. Màu vàng này. Màu nâu và màu em đang mặc sẽ là màu cam nhá. 135.000 một áo, mã N35. Các chị đấy xinh nhá, đúng không xinh? Bây giờ em sẽ lên phao nhá, mình kỷ niệm mỗi chị một cái này. Cho chị phao đi. Phao hôm nay mới về á. Ừ, lấy mỗi màu một cái đi. Thì tháo bây giờ luôn đi. Bây giờ là hiện tại là đây là một, gần 1.000 nhá các chị ơi. Bây giờ em sẽ lên phao luôn. Hiện tại là đang gần 1.000 nên mọi người phải lên mã nhanh luôn cho em. Cái này không có nhiều, hôm trước đã bán cái dòng này rồi. Ok chưa các chị ơi? Đỉnh nhờ, con N35 của em. Quá xuất sắc luôn, bây giờ có lên phao nhá. Em lên con phao này hôm nay kỷ niệm cơ. Đây em sẽ qua màu cho các chị luôn. Đây là em đang mặc là màu cam, xinh ạ. 135.000 em thấy cái này từ 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Đấy mà nó mặc nó rất là trẻ nhá. Trẻ xinh gái, 40 cân đến 65 cân. Được chưa? Các chị thấy không? Mặc nó rất là xinh. Con áo của em là N35, 135.000. Em sẽ mặc sang màu khác nữa các chị nhá. Mặc sang màu màu này đi. Đây, màu sang màu này. Em bảo bác Phượng là cho tập trung khui cái hàng phao với chị đi. Đây là màu gì em nhỉ? Nâu. Màu này là màu nâu. Con N35 của em màu nâu này. Ở chị Sương Huỳnh bổ sung số điện thoại kèm mã giúp em ạ. Em không đọc được hết tên đâu mọi người. Mình cứ lên đúng mã cho em được có đơn thôi. Xinh nhỉ? Em ơi, con này đúng là không mất tiền chạy quảng cáo mới bán cho các chị 135.000. Mọi người cứ đi mua cái hàng này đi ạ. Đây, mình cứ đi mua cái hàng này ở ngoài bao nhiêu tiền các chị ơi, xinh nhỉ? Quá đỉnh con này các chị gái của em ơi. Mê ly cuộc đời đó các chị ơi, 135.000 một áo, xinh quá. Màu nó tây đúng không các chị? Em đang mặc là màu nâu. Màu cam cho em nè. Màu vàng, em thấy cái này mặc rất là trẻ. Chất rất là trẻ luôn. Màu đỏ này, màu xanh ngọc. Chị nào béo, chị nào gầy vẫn mặc được vào cái chất này. Có chị nào nhận hàng bên em không? Có phao nhá. Phao hôm nay chị nào mà săn chưa săn được là mình phải lên phao nhanh luôn cho em. Phao hôm nay về full màu, full size. Phao hôm nay có đến 55 cân. Đây là chị nào mà tranh thủ mua phao ấy ạ. Tại mình hôm nay mình đừng bỏ qua nhá. Thật sự là phao về nó khó kinh khủng các chị ơi. Mà được cái giá như thế là quá là rẻ luôn. Hôm nay nhá mọi người nhá. Ok chưa? Mỗi chị xem live cho em xin một nút chia sẻ nhá. Rồi ok em có lên phao đây các chị yêu. Còn mã này các chị cứ lên cho em là N35. Em xin phép là qua mẫu luôn nhá. N35 và kèm số cho em 135.000 đỉnh nhá. Đấy ok em qua mẫu luôn. Sang quần nhé. Quần nhà mình đánh quy mấy rồi nhá. Quần của em nhá mọi người nhá. Các chị cứ chốt cho em mã này là Q50 đi. Quần của em là Q50, 149.000 một quần nhá. S là các chị dưới 52. S là dưới 50, M là các chị dưới 52 và L là mình dưới 55-56 cân. Quần của em sẽ là Q50, 149.000 một quần.
Quần này là bao đỉnh cho các chị gái của em rồi. Quần của em là Q50 mọi người nhá. Mình chỉ cần lên đúng mã cho là có đơn. Quần của em là Q50, 149.000 một chiếc quần em đang mặc. Sẽ có size S, size M, size L. Cái này là quần dáng boy. Cặp cao cho em này, 149.000 nhá. Đây, chị nào lấy quần này mình cứ chốt cho em mã này là Q50. Đẹp và rẻ, em cảm ơn chị yêu. Q50 của em ạ, 149.000 một quần này. Đầy đủ size cho các chị nhá. S là các chị dưới 50, M là các chị dưới 52 và L là mình dưới 54 cân cho em. Quần của em mặc là Q50 chị ơi. Quần đẹp chưa? Sang chưa? Rất là sang. Quần dáng boy cho em, các chị đi mặc, đi làm, đi chơi, đi đâu cũng được luôn. 149.000 nhá, chất co giãn 4 chiều luôn cho em. Có, bây giờ em sẽ lên phao cho các chị yêu. Đây, quần của em các chị thấy chưa? Nhắn nhã đi ạ, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn cho em nhá. Áo là 135.000. Quần mã số cho em là Q50. Chị nào lấy quần thì mình chốt là Q50. Cho chị một cái mã áo len đỏ, ok đi em ơi. Áo len này là bán tặng. Lên cái áo len đỏ đấy, có chữ ok đó. Áo em mặc là 135.000 nhá. Mã số cho em là N35. Nào các chị ơi, em bán cho các chị. Đây, cho chị từng đấy, có chỗ 40 cái. Hôm nay kỷ niệm các chị con này. Kỷ niệm nha. Đúng hôm nay là kỷ niệm luôn đấy. Bộ em có lên. Con này em xem lại. Mã hôm trước con này là mã gì nhỉ? Áo em mặc sẽ có màu như sau nhá. Cho chị lại màu. Áo em mặc sẽ lên màu có phao cọc tay chị ơi. Hôm nay quá nhiều hàng đẹp, có cả phao cơ. Phao tí nữa bán chân mỗi chị một cái đi. Ở dạ, chị nào đi qua cho em xin một nút chia sẻ nha. Đây các chị ơi, áo của em mặc là N35, sẽ có em đang mặc là màu nâu, màu xanh ngọc, màu đỏ, màu vàng và màu cam. Áo có giá là bao nhiêu ạ? 135.000 và em sẽ bao giá cho các chị của em luôn. 135.000 áo em đang mặc. Quần sẽ là Q50, 149.000, quần thì không thể thiếu đúng không ạ? Áo sẽ là N35. Đấy, chị nào lấy áo thì mình cứ comment là N35 cho em, còn quần là Q50 nhá. Áo của em màu như sau. Và bây giờ em xin phép lên cho các chị một mã tri ân nhá mọi người. Một mã tri ân này. Ờ ạ, cái này sẽ lên một mã chiên, sau đấy sẽ lên phao. Phao này quá rẻ nhá. Chị nào mà hôm nay săn được con phao là các chị sướng. Được chưa ạ? Em mã 29 ạ. Hôm nay kỷ niệm với chị, mỗi chị một cái. Con áo này em còn về duy nhất là màu đỏ nhá. Em xin phép kỷ niệm mỗi chị một con áo, ok. Ôi em ơi, con này thôi con em ơi, con lên này lên mình màu đỏ thôi. Tại vì mình màu đỏ này là chị nhập được. Chị nhập được giá sale của chị bây giờ bán tặng cho các chị con len này. Duy nhất màu đỏ cho em đi. Con này em còn được tầm 50 con. A29 nữa em nhé. Và con này em xin phép kỷ niệm mỗi chị một cái đang xem livestream ngày hôm nay. Con áo ok này thì các chị mua bao tiền là các chị đã biết rồi đúng không? Hôm nay em lại kỷ niệm A29 của em nhé. Len lông thỏ hàng đẹp lắm ạ. Ừ, em kỷ niệm các chị con này 79.000. Mỗi chị xem livestream cho em xin một nút chia sẻ thôi. 79.000 con A29 của em. Ở chưa ạ? 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn nhá. 79.000 và em có 40 cái. Cái này em có 40 cái thôi. Áo len này các chị đã mua là bao nhiêu tiền là các chị đã biết rồi đúng không? 145.000 của em hay sao? Bây giờ em kỷ niệm các chị 79.000. Đấy, mình có lên đúng mã này cho em là A29 ạ. 79.000 đồng. Nhiều chị đã sale livestream là bảo giật mình hôm nay sau em nói đó. Nó sale chị nó rẻ thế các chị ơi. A29 của em 79.000, giá chưa bao giờ có. Đúng là gọi là đúng là đang bán là 145.000 đấy, không lấy tiêu khách hàng của em nó xem đây. Bây giờ giảm cho các chị còn nửa giá, được chưa ạ? A29 của em nhá. Ok, các chị cứ lên đúng mã cho là có đơn, em không đọc được đâu. Bây giờ nó nhảy comment nó nhảy như điên đấy. Làm sao em đọc được, mình cứ lên đúng mã cho em, lên đúng mã kèm số điện thoại cho em là có đơn. Bao nhiêu tiền? 79.000 áo em đang mặc, được chưa ạ? Đấy chị, các chị ơi, A29 và kèm số điện thoại cho em. Áo kèm sau của em sẽ có mã là N35. Bây giờ em sẽ lên phao nhá. Phao hôm nay mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ đi, em tặng con phao này cho các chị luôn này. Con phao này là nó là tặng đấy, giá tri ân. Con phao này các chị đang mua ở ngoài toàn buôn vào là 140, buôn vào là 170, 180, hàng phao đẹp. Hôm nay em lại kỷ niệm mỗi chị một con phao, giá về tay nhá, giá siêu rẻ nhá. Đấy, đẹp chưa ạ? Con này 55 cân các chị quất luôn nha các chị ơi. Con phao này đỉnh chóp chưa, ui ấm quá, siêu ấm luôn. Dã man con áo phao này, mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ nhá. Áo phao này ạ, hôm nay kỷ niệm nhá, hôm nay em kỷ niệm mỗi chị một cái đi. Áo phao này nó khá là nhiều màu ấy các chị ơi, nó có rất là nhiều màu nên là các chị ơi nhanh tay nhá. Áo phao này siêu ấm rồi, ok chưa? Đấy, con này chị nào lấy thì cứ chốt là A29 cho em, với giá kỷ niệm với chị về tay ạ. Bao nhiêu? 79.000, dã man. Còn có một mã quần nữa cơ, xinh nhá. Đẹp đó các chị ơi, belly cho. Rồi em qua mẫu luôn nhá, lên phao đi. Phao hôm nay kỷ niệm nhá. Em bảo là kỷ niệm là sẽ kỷ niệm. Đúng nghĩa là kỷ niệm các chị gái của em luôn. Phao nhá. Phao
này là giá siêu ưu nhá. Giá này chị nào mà săn được con phao này thì các chị quá là xứng đời. Áo sọc của em hình như thiếu mất cái màu chị mới cởi đúng không? Áo sọc của em là N35, 135.000 luôn, áo phao ạ. Con này 55 cân các chị chốt đơn thôi. Mình dưới 55 cân mình chốt đơn cho em nhá. Phao này mình dưới 55 cân mình chốt đơn. Con phao này hàng xịn lắm các chị ơi. Mũ lông tháo rời được luôn cho em này. Được chưa? Đây, màu cho em là màu ruốc nhá. Màu này các chị, à màu hồng à? Màu chị mặc là màu ruốc này. Màu ruốc này, màu hồng nhạt này. Màu rêu này. Màu rêu cho em nhá. Đấy, màu đen này. Màu này là màu vàng. Màu vàng cho em nè. Màu xanh ngọc. Màu hồng đậm. Màu đỏ. Con này các chị ơi. Đọc xong màu mà loạn luôn. Con này là gì em? B35 à? B35 em kỷ niệm với chị con áo phao này. 100. Nghe sướng chưa? Áo phao này khách hàng toàn mua buôn dòng là 160, 170. Em kỷ niệm với chị con áo phao này 138.000. Mã số cho em là B35 và kèm màu. Cái này có sai. Các chị cứ dưới 55 cân mình chốt đơn cho em nhá. 138.000 con phao này. Thật sự hôm trước đã lỡ rồi ạ. Hôm trước là chưa có đủ màu. Bây giờ đã về đủ màu nhưng mà mẫu mới nha các chị ơi. 138.000 một con phao này. Dưới 55 cân các chị chốt đơn em thấy nó siêu ấm. Bây giờ ra đường các chị lạnh gọi là mê ly. Mặc con này mê ly luôn cho em nhá. Đấy, theo logo cho em này. Xịn sò cho 138.000 B35. Chị nào lấy B35 màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Nhiều màu cực kỳ luôn. Ok ạ, 40 cân đến 55 cân mình chốt đơn cho em nhá. B35. Ok, rất nhiều chị đang lên đơn B35 của em rồi. 138.000. Bao giá cho các chị con B35 của em luôn. Màu em đang mặc là màu ruốc này. Mọi người ơi, comment giúp em đúng là mã là B35 à. B màu, trong từ phao à. Đây chị ơi, màu đỏ cho em này. Em cầm cho chị này. Em móc hộ chị cái này vào luôn. Màu xanh cho em nhá. 135.000 B35. Ôi dồi ôi, em bảo rồi. Toang rồi các chị ơi. Chết thôi, ai bán 135.000 con áo quên 138.000 con áo phao này đúng không ạ? Con áo phao này ít nhất khách hàng đang mua toàn là 160, 170. Những chị nào không có số em không chốt đơn chị được. Chị Phong Huyền, chị Sam Sam chia sẻ bài giúp em nha. Chị nào mà không có số em không chốt đơn được đúng không ạ? Lưu ý là chia sẻ bài giúp em ạ. Ôi, 138.000. Mọi người nếu mình chưa chọn được màu thì mai để báo quá. Các bạn tư vấn màu kèm. Quá em mũ lông tháo rời được con, chết chứ. Cho mình luôn ạ. Mũ lông tháo rời được nha các chị ơi. Màu cho em là màu màu xanh ngọc. Em sẽ mặc đầy đủ tất cả các màu để các chị lựa chọn. Đẹp quá nhỉ. Đây. Đây các chị ơi, xinh chưa ạ? Có dáng dài luôn cho em nhá, màu xanh ngọc này. Ê ơi, con này bão con này rồi các chị ơi. 138.000 ai lấy ạ, đúng không ạ? Ai các chị nhá. Chị Sảo Su Su à? Chưa bao giờ bán hàng cho chị này. Nghe tên rất là lạ. Mọi người chỉ cần lên đơn kèm màu kèm số điện thoại là em auto có đơn ạ. Có size ML nhá. Có size ML các chị dưới 55 cân mình chốt đơn nghe. B35 có nghĩa là em thấy phao thì mình xem nhau. Có nghĩa là ngày mai mình lấy size như thế nào mình báo với các bạn bên em. B phở ạ. Các chị ơi, B phở nhá. B phở cho em chứ không phải là B gọi là gì ạ. Chứ không phải là B bò đâu. B phở cho em, B35 và kèm màu. Ví dụ, ui, có size M và size L hàng VIP. M và L cho em bán bao giá cho các chị luôn. 138.000 một con phao này. Được chưa ạ? 138.000 M là các chị dưới độ tầm 53 và L các chị dưới 55 cân mình chốt đơn. 138.000 B35. Ở trạng màu nào cũng sang nha các chị ơi. 138.000 một con phao như thế này. Đây các chị nhá, size L của em đây. Mọi người dưới ơi, 55 cân mình chốt đơn nhá. B35 không phải là B ạ. À. B phở ạ, à. B trong từ B phở ạ. À. Đẹp quá các chị ơi. Tủ quần áo bây giờ toàn đồ nhà lai. Đây màu vàng các chị này, sang chưa ạ? Đây. Ở cho các chị ơi, đỉnh chưa ạ? Đỉnh cho các chị ơi, giá em chỉ áp dụng chị nào chia sẻ livestream nhá. Trời ơi, 138.000 khách hàng B phở ấy ạ. Các chị ơi, comment lại giúp em là B phở ạ, không phải là B bò ạ. Em nhìn cái chất phao này, nó mềm, mềm kinh khủng khiếp luôn. Màu đen này. Màu đen chị ơi, nhắc cái len ra cho em á, len gấu á. Để em nhìn thấy đồ này. Màu len, màu này là màu đen nhá. Màu đen cho em này, em 50 cân ạ. Em gọi là béo mà các chị béo bụng lắm. Nên là các chị size L mình 55 cân mình chốt đơn. Ở dạng có M và có L các chị nhắc kéo hồi chị cái mũ áo ấy. 138.000 B35. Mũ lông tháo rời được luôn cho em nhé mọi người. Đấy. Mũ lông tháo rời được quả này luôn. Rồi tí nữa có cả set lên giá dưới 100.000 nữa cơ. Ui giời. Hôm nay săn đúng là săn cả buổi mới được set lên dưới 100.000 để bán tặng các chị đấy. Con này đỉnh chóp đúng không mấy chị ơi? 138.000 khách hàng mua đâu ạ? Sọc là N35 cho em nhé. 135.000 ạ. Đỉnh quá các chị ơi. B35 của em VIP chưa? Đấy, 138.000 em mặc con này mà em chảy cả mồ hôi. Được chưa? Em sẽ đọc lại màu nhá. B35 của em sẽ có màu, em đang mặc là màu đen.
Màu này là màu rêu ấy chị này. Màu này là màu hồng nhạt. Màu này là màu đỏ này. Màu này là màu hồng đậm, có size ML cho em ạ. Màu này là màu xanh rêu. Xanh rêu có rồi. Màu vàng cho em, màu xanh ngọc cho em. 138.000 và màu ruốc này. Quá rẻ đúng không khách hàng ơi. Con này Meli cuộc đời luôn ạ. Đấy, em mặc là size M thôi, đỉnh chưa ạ? Em mặc size M vừa khít. Đấy, em mặc size M vừa khít luôn. Bao giá cho các chị nếu mà mua con này ở ngoài ấy, nếu mà dưới 150.000, em gửi thêm tặng các chị một cái nữa, được chưa? Mua một tặng một luôn nhá. Ok chị Hoa Mặt Trời luôn ạ. Rồi, em sẽ mặc đủ màu nha, chị mặc được mấy màu không? Đâu, hôm nay thì ngày mai bên em mới gọi chốt nha chị. Ê, cho chị bỏ móc vào cho em với. Quá đẹp luôn con này. Đấy, màu hồng đấy. Hôm nay có cả set lên dưới 100.000 nữa cơ, chết rồi. Toang rồi ông giáo ạ. Chị Junilo mà B35 ạ, B trong từ B phở ạ. Quá các chị đúng không? Nhớ đây là số ạ. Em thấy rất là nhiều chị không cho số này, chị Thùy Trinh không cho số đâu ạ. Size M là mình dưới 53 và size L với chị dưới 55 cân mình chốt đơn nhá. Em đang là cái này là áo nỉ á, tí em sẽ lên nhá, xinh nhá. Màu này là màu hồng đậm đúng không? Đúng. 138.000 ship nữa. 138.000 đồng con áo phao này. Em thấy nó rất là ấm á chị ơi, đúng không ạ? Gian Dung ném em mới hết hàng hôm qua xong. Đây sẽ đọc lại màu ấy chị nhá. Áo phao của em là B35, màu ruốc này. Màu xanh ngọc này. Đây là màu xanh ngọc cho em, nâu nào để các chị lên lấy 4 màu. 138.000 ạ. Rồi. Màu này là màu vàng cho em nhá, màu vàng. Màu của em nó mặc là sẽ là hồng đậm. Màu này sẽ là màu đen. Màu đỏ tại vì em vẫn muốn lấy đủ màu nhá. À rồi ok chị yêu màu đỏ này. Quên mất tự nhiên nó thay avatar nó lạ lạ, màu hồng này. Và cuối cùng là màu rêu nhá. Tại vì cái này nó nhiều màu quá nên đâm ra em sẽ mặc đủ các màu. Các chị chụp lại màn hình đi ạ. 138.000 nhá chị Liên ơi. 138.000 kỷ niệm các chị hàng phao như thế này. Đúng không ạ? Phao như thế này các chị ra shop mua bèo bèo nhất là 200.000. Được chưa? Nó phao rất là ấm, hai lớp luôn cho em nhá. Belly chưa? Quá đẹp luôn. 138.000 cho em nhá. À chuẩn bị lên cho các chị một cái mã quần giấy. Quần giấy xịn sò bên đây chị mặc chưa mặc màu hồng nhạt đúng không? Cái quần trong giấy ấy, chị cho em cái quần trong giấy ở đây. Rồi. Hay móc móc rồi chị ba. Chị mặc màu chưa mặc màu rêu không? Xinh thế. Tí nữa còn có cả mã phao rút dây nữa cơ. Chị chỉ cần comment giúp em là mã là B35 cái màu cực tốt đi sợ là được rồi. Luôn mua cho em một con là đủ ấm cả mùa đông rồi các chị ơi. Đấy, đó ra B35 của em. Các chị lưu ý là P trong từ phao ấy ạ. Không phải là B ạ. Ui giời. Kéo mày. Công công lực mạnh quá. Đây màu xanh rêu cho em nha các chị ơi. Màu xanh rêu của em này, 138.000 nha. Dã man. Kéo cao nút sợi. Đây chị màu chị mặc màu vàng chưa? Hồng nhạt nữa. Hồng nhạt với đỏ. 138.000 cho em nhá, con B35. Đúng rồi, đúng gọi là phải mặc đủ màu cho các chị đó. Rồi. Rồi ok ạ. B35 cho em nhá. Bây giờ em đọc lại màu để em qua mẫu luôn. Bây giờ em đọc lại màu để em qua mẫu cho các chị gái. Áo phao bán giá 138.000 rất là chia luôn ạ. 138.000 thực sự luôn, không ai bán luôn với em ạ. Em thề là không ai bán áo phao này 138.000, các chị đi đâu mua cũng thế. N chị ơi, N35 nhá. Rồi, ok. Em sẽ có cho các chị là màu hồng nhạt. Đọc lại bảng màu em qua mẫu luôn. Màu vàng các chị này. Màu đen cho em nhá, màu quá truyền thống ạ. Size ML, M dưới 55, L dưới 56, 57. Ok chưa? Màu đỏ cho em này. Màu đỏ nha các chị ơi. Màu rêu. Màu này là màu hồng đậm cho em. Màu hồng đậm các chị nhá. 138.000 một con phao. Quần em đang mặc mã là Q50. Đấy. Màu này là màu xanh ngọc các chị này. À, quần em mặc 149.000. Và màu này là màu ruốc nhá. Ok chưa các chị ơi. Ok chưa. Rồi em có mẫu luôn nhá. Áo ăn đi loan loan em còn. Còn áo đấy. Vẫn đang còn. Tại vì hàng có phải về thêm á. Đấy. Về thêm để phục vụ các chị yêu. Đây con này em sẽ mặc màu đỏ nhá. À lên cái quần cho chị cái quần kia đấy. Cái quần sọc viền đấy. Quần Umi nhà mình nhá. Q50. Cùng là mặt năng là mã Q50 có size SML. Lên con áo lên này hàng VIP đi. Chị xem ơi, comment một lần là mình được lên đơn rồi nha chị. Rồi. Chị ơi, phao bên em hiện tại đang bán với giá là 138.000 với đủ bảng màu ạ. Con này xinh ấy nhỉ. Rồi. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Được chưa? Áo len này ở ngoài đang bán làm buôn 170. Em kỷ niệm các chị 159.000. Mã số của em đó là L198. 159.000 cho em nhá. L198 đúng không? L198 em không ạ. L198 em sẽ có tông màu hồng.
Tôm này là tôm màu cam. Màu này là màu xanh. Được chưa? Cái họa tiết của nó rất là sang. 40 cân đến 60 65 cân các chị rất đơn nhá. 159.000. 159.000 mã số cho em là L198. 40 cân đến 65 cân các chị rất đơn. Bao nhiêu cân cũng vừa. Dáng của nó sẽ giống như em mặc nhá mọi người nhá. Áo này nó siêu siêu hot. Áo này mọi người nếu mà ra shop mua là 200 mấy nhưng em kỷ niệm các chị 160 thôi. 159.000 đi. Mã số cho em là L198 cho em nhá. L198 ạ. Màu xanh em các chị này. Màu này cho các chị cho sẽ cho em là màu này là màu cam. Màu em đang mặc sẽ là màu hồng. 159.000 một cái con áo hàng siêu phẩm như thế này. Được chưa? Các chị chỉ cần lên đúng mã cho em, mã này là L198 và cái màu cho em các chị ơi, thấy sang chưa các chị ơi, sang đúng không? Màu hồng cho em này. Đấy, màu này là màu cam cho em, màu này là sẽ là màu xanh và màu em sẽ mặc là màu hồng. 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn cho em con này nhá. Chị ơi, bỏ bên em không có size XL đâu ạ. Chắc đẹp chưa? Con này lên đẹp cực kỳ các chị ơi, 159.000. L198 bao hàng VIP nhá. Bao hàng VIP, bao hàng đỉnh cho các chị luôn này. Đấy. Chị đào lấy con này mình cứ chốt là L198 cho em và kèm màu. Rồi em qua cho các chị một mã này nhá. Cho chị cái quần này đi. Cái quần đấy, cái quần đây. Ừ, cái quần này là em về em kỷ niệm đấy. Quần này hôm trước các chị nào nhận được hàng quần này nhé em chưa ạ? Quần này là em lại kỷ niệm với chị luôn nhá. Quần này là em lại vừa bán em vừa kỷ niệm với chị quần này. Mã gì em ạ? Ừ, Q10. Cho chị cái quần sọc đát nào. Cái này có hai sọc đấy. Sọc chữ và sọc đát. Con này em sẽ có hai sọc cho các chị yêu của em. Là sọc nó viền xanh và sọc chữ Adidas nhá. Ừ. Quần này sẽ có từ size S đến size XL, từ chị nào 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. Và quần này hôm nay em xin phép kỷ niệm các chị nốt quần này ạ. Với giá tri ân các chị nhá, chất liệu ôm mì ạ. Em kỷ niệm nốt các chị quần này ạ. 78.000 cho em nhá. 78.000 một cái quần này. Q10 ạ. Em có size S, size M, size L các chị nhá và XL nữa ạ. Chất ôm mì giúp em ạ. Các chị đã mua quần này các chị ơi. Các chị đã mua quần này chưa ạ? Là các chị đã biết chất của nó như nào rồi, em kỷ niệm các chị luôn. 78.000 một quần. Q10 cho em mọi người nhá. Q10. Quần này chị nào lên đúng mã cho em là sẽ có đơn đầy đủ size đấy ạ. Ví dụ như là size S là các chị dưới 52 cân, size M dưới 55 cân, size XL là dưới 56, 57 và size 2X là các chị dưới độ tầm 62 cân mình chốt đơn ạ. Có áo khoác mang ấm nhá chị ơi. Từ dạng Q10 của em ạ, mặc quả cả năm, quanh năm suốt tháng đều được luôn cho em ạ. Sẽ có sọc như này, sọc Adidas và sọc như này. Từ dạng các chị mua quần này em là các chị đã quá hiểu rồi, quá biết về cái chất lượng của nó rồi. Bây giờ em kỷ niệm nốt các chị quần này. 78.000 một cái quần như thế này. Chất u mì cho em mọi người nhá. Nói chung là nó mê ly cuộc đời. Thật sự cái quần này chỉ bán lãi tri ân thôi. Lãi được 5.000. Lãi được 5.000 cái quần này coi như là tặng các chị đấy. Này, cái hàng của nó này. Q10 bên em có size nên mọi người chọn size luôn với em ạ. Các chị nhìn đỉnh chóp chưa ạ? 78.000 một quần cho em nhá. Áo len tô mơ em có luôn. Đấy, chị nào lấy Q10 mình cứ chốt size. Size S là các chị dưới 52, size M là các chị dưới 54, size L là các chị dưới 55, 56 và size XL là mình dưới 60 cân và các chị nhìn độ co giãn cho em ạ. Cái này là co giãn bo chun cho các chị như này. Ở trạng đầy đủ size số xịn sò với giá là 78.000 một quần. Chị nào lấy lên đúng mã cho em là Q10. Quần này em có độ tầm 100 quần, về đúng được 100 quần nha các chị ơi. Mình có thể chọn cho em là sọc Adidas như thế này. Đây là sọc chữ cho em nhá. Chị ơi, áo phao xíu nữa bên em lên lại như chị. Các chị mình có thể chốt cho em là sọc xanh. Mình chốt cho em mã này là sọc chữ ạ. Dáng quần này mặc rất là ngon lành. Đấy, đây là các chị có áo này lấy hai cái. Thường khách hàng thì em đều mua từ hai cái trở lên, tại vì thứ nhất là nó sang, thứ hai là mặc đẹp, chất u mì cho em rồi. Co giãn 4 chiều được các chị luôn này, co giãn phần co giãn về cái phần chun này. Đấy, chị nào lấy Q10 thì mình chốt là Q10 cho em nhá. 78.000 một quần. Chất thì siêu đẹp, siêu phê và siêu đẳng cấp rồi. Cho chị một mã váy lên đi. Q10 cho em nhá, 78.000 quần này đỉnh chưa? Ai lấy Q10 thì mình chốt là Q10 cho em luôn. 78.000 nhá mọi người nhá. Sang thế. Sang hết phần luôn này. Lưu chắc ý là Q10 nhà em sẽ có từ size S đến size XL, các chị mình dưới 70 cân vẫn mặc vừa. Nói chung là dưới 70 cân thì hơi chật đấy. Tầm 65 còn cái này tầm 65 cho em. Nếu mà em cứ xác định cho khách là tầm 60 cân là đẹp nhất. 60 cân là cân nào cũng có thể vừa được luôn cho em, được chưa ạ? À thế L20. À rồi ok, em cảm ơn chị yêu nhá. Q10 của em ạ, các chị có thể chốt cho em là sọc. Cái này em về thêm ấy chứ hôm trước là không có ạ. Mình chốt cho em là sọc xanh ạ, mình chốt cho em là sọc Adidas các chị nhá. 78.000 một quần. Em có bộ để lên luôn cho các chị ạ. Bây giờ em sẽ lên cho các chị một mã váy hàng VIP luôn. Con váy này em có ít để em về bán tặng các chị yêu thôi. Các chị nhớ mã Q10 của em với giá 78.000 một quần. Len thổ cẩm có nha chị ơi. Trời ơi xinh như ạ. Có cả len nhung cho em nữa cơ. Đây các chị nhìn kỹ quần cho em nhá. Áo em mặc là 159.000 mã L198. Chị nào lấy quần em đang cầm thì mình có chốt cho em là Q10. Con em không có nhiều nhá. Chị nào lên mã trước thì em sẽ chốt trước. Ok rồi các chị ơi, Q10 và kèm số điện thoại cho em ạ.
cho em con vest này nha chị ơi, con vest kẻ đây. 100 bao nhiêu ạ? Luôn 78.000 quần này. Mã Q10 nhá. Rồi em qua mẫu luôn. Chị nào lấy Q10 thì mình chốt là Q10 cho em nhá. Váy này kỷ niệm đi. Không. Váy này nhà mình đến mã V20 ấy. Thôi chị lên cho chị cầm cái này còn ít. Con này em còn ít nhá. Con váy này ạ. Váy len các chị mua ở ngoài thì bao nhiêu thì em các chị đã quá là rõ đúng không ạ? Với cái đặc biệt là dạo này đồ này là tắc biên, không có váy len, hoặc nếu váy len các chị mua toàn 190-200. Thôi thì hôm nay em xin em là xin phép kỷ niệm mỗi chị một cái được không mọi người? V. Con này em sẽ có màu đỏ nhá. Màu đỏ cho em, màu nâu bò này. Màu xanh rêu. Màu trắng, con này thậm chí là các chị 60 cân cho em vẫn ok ạ. Con váy hãng này hôm nay em xin phép kỷ niệm các chị con váy này. Mã số trên là V25, váy len nhé mọi người. Em xin kỷ niệm các chị nó con này, 79.000. Chị nào nhanh tay sẽ có đơn hàng V10, áo quần V25. Chất len mông tơ ghi hàng đẹp cho em ạ, 79.000 con này. V25 màu đỏ này, V25 màu nâu, V25 màu xanh, V25 màu trắng ạ. Em xin phép kỷ niệm các chị là 79.000. Một con váy hãng như thế này nhá mọi người nhá, 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Con này đỉnh chưa ạ? Đây em thực hiện co giãn cho các chị luôn này. Con này thì mê ly cuộc đời rồi. Thấy chị ơi, thôi 60 cân đi ạ. Mình cứ 60 cân mình chốt đơn em các chị nhá. Váy á, váy len ạ, 79.000 nhá các chị ơi, được chưa ạ? Hôm nay em đài kỷ niệm các chị nốt. Con này bây giờ các chị săn ở đâu ngoài có ạ? Làm gì có con váy này mà 79.000 đồng mình mua dinh về nhà. Váy len rất là hiếm chứ đừng nói là bán cái giá như thế này nhá mọi người. 79.000 cho em. Có nhiều không em? Hết màu à? Ok. Hết màu này mà em bây giờ em còn mẫu màu trắng cho chị một mã khác đi. Đấy, chị nào lấy V10 thì V25. Hết đỏ luôn này. Thế em còn mỗi màu trắng còn mấy cái là em lên lốt các chị ông lên nhanh là tí nó khách xỉn em vào nó hốt liền. Ui cái màu trắng này. Cái màu trắng ở trong các chị khoác một con áo khoác manto ấy ạ. Sau đấy các chị nhẹ nhàng khoác cho em một con áo. À em ơi đưa chị ấy lại cái mẫu màu vàng cho chị. Rồi sau đấy nhẹ nhàng khoác cho em một con áo ở ngoài nữa thì không con áo bên cạnh con áo chữ ấy. Thì quá là đỉnh luôn các chị ơi. 79.000 em xin phép kỷ niệm các chị V25 của em nhá. 79.000 đồng V25. Chị nào lấy V25 thì mình chốt là V25 và kèm số cho em nhá. 79.000 em ơi chất quá đỉnh các chị gái ơi. V25 và kèm mới em xin phép qua mẫu luôn ạ. Mã này em hết hàng nhá. Chết dở rồi. Con này có nhiều không? Ok. Con này. Con này hôm nay chị nào mà xanh được con này. Ui em ơi. Con váy len hãng này. Chết dở rồi các chị ơi. V26 của em ạ. Con này đỉnh của đỉnh rồi. V26 của em đó chị nào. Màu nâu bò và màu rêu. 40 cân đến 60 cân rồi. Con này xinh đấy. Con này các chị cho em là V26 của em nhá. Váy len body em ơi. Kỷ niệm các chị con váy hãng này đi. Kỷ niệm con váy hãng này cho các chị V26 của em ạ. Các chị đã thấy cái hàng của nó như nào chưa ạ? Mình đã thấy cái mẫu này ai bán chưa? Làm gì có đâu các chị ơi mà bán ạ. Hàng này các chị ra 100-340 em lại kỷ niệm các chị con váy này. Thật ra V26 các chị nhá. 95.000. Em không có nhiều. Màu bò và màu xanh rêu. 40 cân đến 60 cân các chị gái chốt đơn. Đấy. Chị nào lấy con này mình cứ chốt là V26 cho em ạ. Váy len bây giờ các chị thấy đúng không ạ? Rất là hiếm, nếu bán thì phải là 200 mấy, 300 mấy như em bán tặng các chị 95.000. Một con váy V26 của em sẽ có cho các chị là màu nâu bò và màu rêu ạ. Cái này là mẫu mới của Burberry luôn và các chị thấy cổ của nó chưa ạ? Đấy. Nay em nhận được mã B25 rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Bích Nga nhá. Đây các chị thấy con V26 này em vip chưa? Các chị đã thấy vip chưa ạ? Nhìn cái cổ nơ cho em này. Đây là mình phải thắt nơ như nào cho em cũng được. Bao nhiêu ạ? 95.000. Đấy, con áo kẻ đằng sau cho em là N35 nhé chị ơi. Con này mình chốt là V26 ạ. Em thấy chị Huỳnh Hoa không có chị không có số đấy. Không có số em sẽ không lên đơn được nha các tình yêu nhá. Sẽ có màu rêu và màu bò. Chị nào lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy ạ. 95.000 và kèm nơ giúp em ạ. Đấy, 95.000 cho em nhá. Trời ơi con máy này xinh lắm ý ạ. Chị nào mà lấm luôn một tí ấy, chị vẫn mặc được. Ok hết rồi em. Rồi. Hết nâu à? Hết nâu luôn, bây giờ em còn rêu. Hết hàng các chị ơi. Trời ơi con màu rêu. Con màu rêu của em xuất sắc chưa các chị? Quá đẹp đúng không ạ? Đây chị nhìn màu rêu cho em. Ok em xin phép qua mẫu nhá. Con này còn mỗi màu rêu của chị nào mà chốt nhanh tay thì các chị sẽ săn được. Con áo dạ hàng VIP luôn cho em này. Con áo dạ này đúng là dạ đẹp các chị ơi. Dạ. Còn mỗi màu 5 cái rồi. Con này em còn mỗi màu 5 cái nhá. Các chị chốt nhanh. Hôm nay đóng hết cho khách xỉ rồi. Bây giờ còn mỗi màu 5 cái thôi chị em mình gọi là vón vén trong cái livestream này là hết được chưa ạ? Con này của em có tên là D3, D27.
D27 cho em là một con áo dạ nhá mọi người, dạ ép hàng đỉnh luôn các chị ơi. Áo kẻ 39 cân thì vẫn mặc được nhưng chị mặc hơi rộng một chút xíu ạ. Rồi các chị nhá. Đây. Bảo chị ấy cho chị cả cái con phản quang nhá. Con này của em ạ, à, D27 ạ, à, áo dạ này. Hôm trước mặc với chân váy nó cũng đẹp, hôm nay tự nhiên mặc với quần bò nó cũng sang là sao các chị nhỉ? Quá đẹp luôn. D27 của em nhá. 65 cân các chị quay đầu chốt luôn quả này cho em ạ. À. D27. D27 của em áo dạ hàng đẹp. Cái này là dạ ép cho em nhá. Đây. Các chị nhìn kỹ cho em này. Em cái con phản quang hôm trước ấy. Đây. Đây các chị này, Meli cuộc đời chưa ạ? Con này của em sẽ là D27 và em xin phép kỷ niệm các chị con áo này. 200 mấy em nhỉ? 229.000. Con áo dạ ép sẽ có màu kem và màu hồng D27 ạ. Đây ạ, hôm trước em đang mặc với chân váy nhá mọi người. Bây giờ em kết hợp với quần bò các chị thấy thấy sao ạ? Áo của em là kết hợp với bất kỳ gì đều đẹp, từ chân váy, từ quần sóc, từ quần bò. Sa xịn mịn và nó là dạ ép cho em. Các chị bên trong nhìn cho em này. Hàng chuẩn, hàng Quảng Châu cao cấp nhất, bộ trần em hết hàng rồi ạ. Các chị nhìn kỹ cho em này. Meli chưa các chị ơi? Jean có luôn, jean là Q50 cho em ạ. Đây. Các chị nhìn kỹ cho em nhá, nhìn cái cầu vai cho em luôn này. Meli cuộc đời cho áo dạ kẻ em có bây giờ về một mã mới này. Con này của em sẽ có là con này là D27. Sẽ có màu kem và sẽ có màu hồng cho em nhá. Các chị nhìn đằng sau cho em này. Meli cuộc đời cho ạ. Đấy, áo dạ cho em nhá. Dạ này là dạ ép ạ. Các chị đi mua ở ngoài dòng này không có, và cái này là dạ hàng Quảng Châu cho em nhá, không phải hàng may đâu ạ. Nói không với hàng may các chị nhá. Nhìn kỹ cho em từ tang mác này. Được chưa ạ? Từ 40 cân đến 65 cân các chị cứ chốt đơn cho em, đều có size số cho mình chốt đơn nhá. Đấy, các chị nhìn kỹ cho em chưa? Hàng của nó chuẩn hai tang mác xịn như này, từ cái cúc cho em này. Và bên trong các chị thấy không ạ? Dạ này là dạ ép hàng xịn. Mà em kỷ niệm các chị có 229.000. Đấy ạ, chưa bằng một cái áo dạ hàng may. Đấy, được chưa ạ? Cứ lên đúng mã cho là D27. Chị nào lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy nhá. Màu kem và màu hồng, hai màu. Em sẽ khoác thử màu hồng rồi sau đấy em qua mã luôn. Chơi áo kẻ là mã là N35 với giá 135.000 ạ. Đây, em sẽ khoác cho các chị là màu hồng nhá. Rồi sau đấy em sẽ qua mã này cho mọi người. Tại vì cái con áo dạ này nó không còn nhiều. Hết livestream này là sẽ hết hàng thôi. Tại vì hôm qua khách đóng mỗi màu 20-30. Toàn kêu như thế, thật sự luôn các chị. Đấy. Đây, chị nào lấy con này mình cứ chốt cho em mã này là D27 nhá. Rất nhiều chị đang lên đơn rồi. Màu nào cũng xinh đúng không các chị ạ? Đấy, mình cứ lên D27. Ngày mai mình thích màu gì mình báo với các bạn bên em. Ok, chị Lê Phương 27 ạ. Rồi, chị Linh con 27 này. Đấy, sẽ có màu kem và màu hồng cho em nhá. Sang đúng không các chị nhỉ? 229.000 một áo thôi. D27 ạ. Rồi, xinh nhá. Các chị thấy Meli cuộc đời chưa? Đằng sau theo cho em này. Quá xinh luôn. Vừa giá là 229.000 D27. Chị nào lấy D27 mình chốt cho em nhá. Màu hồng và màu kem đây các chị ơi. Chị ơi, mà F1 bên em chưa lên đâu ạ. Ấy, quá đỉnh luôn con này trời. Rồi, ok qua mẫu đi em. Trước các chị cái con dạ đấy. Con dạ đây. Rồi sau đấy con này lên xong. Con này có ít. Con dạ này là đến mã đấy là D20 đúng không? Không. Con dạ mới đấy. Ừ, con này là dạ mới. Áo gấu sọc là 135.000 ạ. Mã số cho em là N35 nhé. Các chị ơi con này. Đấy, con này của em là hàng VIP luôn. D24 của em ạ. Và hôm nay em xin phép kỷ niệm các chị con áo dạ này nhân ngày hôm nay 169.000. Bao nhiêu ạ? D24 nhá, 169. Em có đúng 10 cái em chốt đơn được 19 là hết hàng. D24 169 ạ. Áo dạ này 40 cân đến 60 cân các chị cứ thoải mái. Và dạ các chị đã nhận được con áo dạ nhà em chưa? Ok, chị Nguyễn Phương một con D27 ạ. Con này của em là D24 ạ. Các chị nhá. 169.000 đi ạ. Áo dạ này các chị đi săn lùng ở đâu có ạ? Ít nhất là 300 rồi. Dòng này ít nhất ở ngoài là 300. Em kỷ niệm với chị luôn. 169.000. D24 của em á, chị nhìn màu cho em nhá. Cái màu nó rất tây ạ. Nhìn rất là tây và rất là sang. Đấy, mình có thể săn tay luôn cho em hàng hai lớp đầy đủ cho em như này. Con này em về đúng được 10 con em xin phép chốt được 10 chị là hết hàng. Con này không về thêm nữa mọi người, cơ hội rất là lâu. Nếu mà về thêm thì rất là lâu nữa mới có hàng. Ok chưa? Chị bé Ti cho em xin số nhá. Không có số ngày mai không thể nào liên hệ đối với các chị để vẫn chốt đơn cơ. Ok chưa? Cứ lên đúng mã cho em là D24 nhá mọi người nhá. Áo sọc của em đã là N35. Áo sọc của em là N nhá mọi người nhá. Còn mình cứ chốt cho em là D34. À quên, D24 ạ. Sang quá các chị ơi, 169.000 một áo dạ này. Ở đó các chị nhìn cái màu kẻ cho em nào. Màu đó rất tây, các chị mặc với quần bóng xinh. Ví dụ như em đang mặc. Đấy, mình có thể kết hợp mình đi mặc với quần Âu ạ. Mình đi mặc với quần Âu, quần vải cho em rất là đẹp nhá. Đây. Đấy, các chị nhá, nhìn con em cho em ạ. Rồi em sau em sẽ mặc lại cho các chị yêu. D24 ạ, 169.000. Kỷ niệm các chị nốt con này. Em về đúng được 10 con thôi, con này không có nhiều nhá mọi người nhá. D24 của em xài. Xinh quá.
Xinh quá trời luôn, rồi em qua mã luôn. Qua mã luôn nha chị yêu nhá. Con này qua mã luôn. Ơi áo của kia là N35 giúp em nhá. Áo này là N35. Con này lúc này bão đấy. Lúc này bão đơn con này luôn. Cho chị một mã khoác VIP nhà mình còn độ tầm 10 cái vào đây. Hoặc cái mã áo gió nào ấy. Nhà mình còn 10 cái vào đây chị kỷ niệm với chị luôn này. Ok chị ạ, con áo của em là N35, mặc trẻ da bao nhiêu tuổi đó chị ạ? Con này đúng là mặc trẻ da quá, bao nhiêu tuổi luôn. Các chị mối chị cho em xin một nút chia sẻ nhá. Em sẽ lên em sẽ lên cho chị một con áo gió và em chỉ xin phép kỷ niệm không được nhiều nhưng mà cũng là tấm lòng. Chắc là độ tầm 10 chị thôi. Hay là mối chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ nhá. Con N35 của em xinh nhở. Sao chị muốn lại để lại cả màu, tất cả các màu chị mặc mất. N35 của em sẽ có tổng cả là 5 tông màu nhá các chị. Em đã mặc cho các chị là màu xanh ngọc ạ. Màu này các chị cho em là màu cam nhá. Màu này là màu cam ạ. Màu này các chị cho em là màu vàng. Đấy, màu này các chị cho em là màu màu nâu. Và màu này các chị đã cho em là tông màu đỏ. Thực ra hàng Quảng Châu em cũng không biết là hàng chất gì. Em chỉ biết là chất đẹp, mang đến các chị nhận được hàng mình cảm thấy mình vui và mình cảm thấy mình lại muốn mua thêm. Chứ còn chất gì thì em cũng không biết, tại vì cái này là hàng nỉ ra cá, hàng đẹp của hàng Quảng Châu. Còn chất kỹ hơn thì em sẽ không biết nha mọi người nhá. Con này phải lâu lắm mới về hàng. 2-3 hôm đợi hàng chưa chắc đã có đâu. Bây giờ mới thêm được ít nên là chị nào lên mã nhanh thì em sẽ có đơn. Em sẽ nhường trước nhá. 135.000 con N35. Được chưa? Được chưa? Quần em có size ML nhá, hình như ở ngoài bàn đấy. Chị ơi, inbox phải đến ngày mai nhé em mới check được ạ. Bây giờ hiện tại là nhân viên đang nghỉ rồi ạ. Trời ơi, con N35 nhất ngay xịn sò. Ok, áo pha em sẽ lên lại cho mọi người nhá. Con của em mặc sẽ là N35. Chị nào lấy N35 thì mình chốt là N35 cho em vào được. Các chị ơi, mình lưu ý là chia sẻ bài giúp em nhá. Mỗi chị đi qua cho em xin một chấm một chia sẻ bài ạ. Hôm nay bán thiên giá các chị thì các chị hoan hỉ là chia sẻ bài giúp em nhá. Cho chị lấy áo ok đi. N35 rất là xinh. Quần em mặc là dáng boy. Quần em mặc là dáng boy nhá, không phải nỉ da cá. Nỉ hàng Quảng Châu thì em không biết là nỉ gì. Chị Thu ít bổ sung số cho em nhá. Xinh quá. Các chị làm em xúc cả động. Đây, N35 của em ạ. Không nghiện mới là lạ đấy. Con này là bao giá rồi. Bao giá đẹp cho các chị yêu của em con này rồi. Đỉnh quá. Con này quá là đỉnh các chị ơi. Chất rất là đẹp. Em sợ là ngày mai không đủ hàng thôi, em xin phép qua mẫu nha. Và em xin hàng mẫu luôn nha. Điện thoại giúp em nha. Các chị ơi lưu ý là chốt đơn thì mình bổ sung số điện thoại thì ngày mai nhân viên mới gọi điện chốt được ạ. Đây con này của em đi ạ. Con này có mã là gì em nhá? N29 đúng không? A29 ạ. Quần bò của em là Q50 đó chị nhá. Em cao 1m57 ạ. Quần em là Q50 ạ. Rồi, con này các chị chốt cho em là A29. Hôm trước lúc nãy em ăn lỡ đấy. Tại vì lúc nãy các chị vào đông quá, em làm bán kỷ niệm. Con này hôm trước bán 145.000. Bây giờ tự nhiên bán các chị 79.000 A29 của em nhá. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn. Quần bò đang mặc các chị mình cứ lên mã cho em là Q50 là được ạ. Trời ơi, cái quần bò này mặc với cái gì cũng xinh là sao ta? A29 của em 79.000. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn nhá. Áo này em có only một màu thôi ạ. Only một màu này các chị ơi. Lên lên thổ cẩm mà. Rồi ok cho chị. Kim Chi, chị Jolie Vũ bổ sung số giúp em nhá. Cho chị con len nhung. Con len nhung với con len thổ cẩm nhà mình á. L78 hay cái gì đó. A29 nhá. Con này của em sẽ là A29 các chị ạ. Đây ạ. 79.000 đồng các chị mua con áo này là các chị đã biết hàng của nó như thế nào đúng không ạ? Form rất là đẹp, chất của nó hàng lên ép, 40 cân đến 65 cân các chị thoải mái mặc được con này cho em. Màu nó tương xứng nhau, không phải quá là loè loè, đơn giản nhẹ nhàng. Len của em không bao giờ có hàng len vớ vẩn, các chị đã mua hàng là các chị đã kiếm trúng rồi đúng không ạ? Con này kỷ niệm các chị nốt là 79.000, hàng nó bán 145 của em. Ở chạ, rồi chị Lâm Oanh bổ sung số cho em nhá. Nhiều chị không lên số là em sẽ không lên được mã. Ngày mai không có gọi điện chốt đơn được cho các chị yêu của em đâu. Nên là mình phải lên mã gì ạ? A29 của em nhá, 79.000. Quần em mặc là 149.000, mã số cho em là Q50. Chị nào lấy quần thì mình cứ chốt là Q50 cho em nhá. Áo là sẽ là A29 ạ. N35 là 135.000. Ok, em xin phép qua mã A29 này, hết hàng luôn. Hết hàng luôn nha các chị ơi. N35 là 135.000 nha chị. N35 là 135 cho em ạ. Áo này vừa mặc là mã A29 với giá là 79.000 ạ. Đây con này em xin phép kỷ niệm với chị nốt nha. Em xin phép kỷ niệm tặng nốt mỗi chị đang xem livestream ạ. Chị nào chia sẻ livestream cho em là có đơn. Con này em xin phép kỷ niệm nốt các chị yêu của em nhá. Đấy, con này các chị lên cho em mã là có. Con này các chị lên luôn cho em mã là gì ạ? Tặng áo gió đi. Mã gì em? Các chị xét em vào đây. Mã số này các chị nhá. Em sẽ có màu cam ạ. Em sẽ có màu cam các chị nhá. Đấy, em có màu cam và em có màu này là màu loang.
Và em xin phép tặng mỗi chị một con áo gió này ạ. Với giá em cả tặng các chị luôn con áo gió này với giá các chị ơi, nghe giá đừng giật mình nhá. Giá chị áp dụng chị nào chia sẻ livestream, em sẽ phép tặng các chị con áo gió này 57.000 thôi. Mã số cho em là tặng áo gió ạ. Đây em còn mấy cái nhá. Cái này là tri ân thôi nhá. Đây là chị nào được mình sẽ hoan hỉ cho em. Quần của em mặc sẽ là Q50 149.000. ML size to nhất dưới 55 cân mình chốt đơn. Áo này thì nhiều chị đã nhận hàng rồi đúng không? Nhiều chị nhận hàng con này là các chị đã biết rồi. Giá này em chị áp dụng chị nào chia sẻ livestream nhá. Đấy, con này mình cứ chốt cho em mã này là cái gì nhỉ? Tặng áo gió đi. Kỷ niệm với chị nốt con này 58.000. Con này còn em còn mỗi màu 3-4 con gì đấy thôi. Kỷ niệm nốt các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Hai màu. Con này các chị sẽ chốt cho em là tông màu đỏ ạ. Rồi, tông này mình lên luôn cho em là 7 sắc cầu vồng. Đấy, mình thích màu gì mình chốt đơn cho em nhá. Con đấy còn ít à? Rồi. Được chưa? Tặng áo gió cho em. 58.000 mà em chỉ chốt đơn ạ. Bên em sẽ lọc từ trên xuống dưới các chị nhá. Chị nào chia sẻ livestream em sẽ chốt trước, còn chị nào chưa chia sẻ livestream bên em sẽ chốt sau. Nếu mà hết hàng thì các chị cũng hoan hỉ cho em được chưa? Rồi. Tặng áo gió em xin phép qua mã luôn, cũng không có nhiều ạ. 58.000 là em lỗ banh nóc rồi các chị ơi. Rồi, ok, chị nào lấy tặng áo gió thì mình chốt cho em nhá. Cái này chốt được một màu à. Cái này tổng đưa chị là tầm bao nhiêu set? Ui. Cái này em có đúng 20 set len các chị ơi. Tự nhiên ở đâu săn được cái con set len này. Hôm nay kỷ niệm với chị sướng đời. Con này set len em ơi, mã là gì? V mấy? Hôm nay nó V25 rồi. Thôi, ở chung em có 20 set nhá. Chị nào mà hôm nay chia sẻ livestream với chị săn được con này thì sao ạ? Mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ các tình yêu nhá. Set này bán kỷ niệm với chị bao nhiêu tiền được ạ? Đấy, 40 cân đến 60 cân các chị ơi. S mấy em? S15 95.000 đi ạ. 95.000 nha các chị. S15 95.000 tặng khách hàng set len này. Chưa bằng một kéo len, tặng cả set 95.000. S15. Chị nào lấy S15 thì mình chốt là S15 cho em nhé. 95.000 đồng ạ. Em đang mặc là size S thôi. Quần em đang mặc là size S. Bây giờ em mặc size S rồi. Đấy, mặc size M nó sẽ bị rộng. Trời ơi các chị ơi, mặc kéo nó đã đẹp rồi. Chết rồi. S15 cho em ạ. 95.000 cả cái set này các chị ơi. Các chị đã đến Melly chưa ạ? Ôi, làm sao kiềm chế được các chị ơi. Chắc lên mông tơ ghi của em thì các chị đã biết hàng của em như nào rồi. Ờ chưa ạ? Ờ em ơi, cái này chốt thêm màu rồi. Hay là chốt cả 3 màu? S15 cho em không có nhiều các chị nhá. Nên là mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ ạ. S15 các chị ơi, S ạ. Cả set ạ. Kỷ niệm các chị 95.000 ạ. Em có đúng 20 set em xin phép chốt đơn 20 chị. Hàng này em không về thêm nhá. Không có hàng để về, chứ không phải là không về thêm. Không có hàng để về các chị ơi. Ok, em xin phép qua mẫu luôn, hết hàng. Hết hàng nha mọi người nha. S15 em hết hàng. Xong màu đen, trời ơi. S chị ơi. À lên phao à, rồi em sẽ lên lại phao nhá. Cái này có 10 set à. Em ơi mã gì nhỉ, S16 à. S16 ạ. 95.000 các chị ơi, ảo da em cũng hết rồi chị ơi. S16 của em ạ. 95.000 các chị nhá. Em có đúng 10 set, em xin phép mã qua nhanh ạ. Màu đen các chị nhá. Màu đen. Trời ơi sao nó có thể đẹp như này các chị nhỏ. 95.000. Không thể tin được. Các chị nhận hàng còn không thể tin nữa ấy. Mình đã xem livestream mình chưa sờ được chất. Nhưng mà mình chỉ nhìn qua màn ảnh thôi. Mình đã biết nó đẹp như thế này rồi. Chứ đừng nói là về các chị sờ ạ. Len của em nó không phải là len mềm như bún á. Len mông tơ ghi nhá. Sờ nó mịn, nó dai. Ơ kiểu ăn gì ta, ăn mì kiểu ăn mì trộn nó dai các chị kiểu đấy. Mà nó rất là ngọt, được chưa? S16 cho em nhá. 95.000 rồi, em xin phép qua hàng luôn, hết hàng luôn. Hết hàng nhá mọi người nhá. Hết con đấy rồi. Chị nào lấy S16 thì mình cho lại S16 cho em nhá. 95.000. 95.000 cho chị con mì phản quang đi. S16 95.000 ạ. Cả set nhá. Set lên đấy thì bây giờ không có ai có, đảm bảo khẳng định luôn. Đấy, nó một câu cho các chị yên tâm. À, thế thì con lên nhung đi. Đây. Ôi. Ừ, giá cũ. Đây con lên. Em ơi thiếu màu à? Em móc hộ chị con này. S16 của em ạ. D27 em còn nhá chị Huyền ơi. Con này cho chị mã đi ạ. L7 con nhỉ. L33 của em nhá. L33 áo nhung ạ. Có chị nào nhận được áo nhung bên em chưa? Có chị nào đã nhận được áo nhung bên em là chưa nào? Cho em xin một lời phản hồi bé bé nào. Áo nhung ạ.
Áo nhung của em từ 40 cân nhé mọi người. 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn ạ. Áo nhung của em là L33, chất nhung rất là đẹp ạ. Em bán khẳng định các chị là yên tâm nhá. Bao đẹp bao sang. Con này của em là L33. Kỷ niệm các chị con áo nhung với giá là 149.000 ạ. Chất nhung thì sướng cuộc đời. Mang vào là sướng, ở ngoài không ai nghĩ là 150.000 các chị mua được con len này. Ai cũng bảo là em ơi sao rẻ thế, được chưa? Tại vì là em bán trên khách hàng mà. Con này mình sẽ chốt cho em mã này là L33, màu hồng, màu xanh, màu kem và màu cuối cùng là màu vàng cho em. Các chị từ 45 cân đến 65 cân mình chốt đơn thoải mái cho em đối với dòng len nhung. Len nhung nó là len nhung thôi nhưng mà ở ngoài cái màu của nó không phải là dày lắm, nó độ dày vừa phải cho em nhá. L33 của em ạ, không có màu xám chị ơi. Đấy, em sẽ có cho các chị là màu hồng, màu xanh, màu kem và màu vàng. Em có 4 màu thôi. Ở đó. Ờ, màu xanh ở ngoài. Các chị nhìn trên live tưởng nó là màu xám nhưng không phải đâu, ở ngoài nó là màu xanh ngọc đấy ạ. Xanh nó giống như là màu xanh chì thôi các chị này. Đấy. Đây các chị ơi, nhìn cái màu xanh của em chưa? Đây là màu xanh các chị nhá. Rồi, 149.000 ạ. Khách hàng nhận được hàng có mê ly cuộc đời ấy chị ơi, em lên gì em sẽ lên theo từng cái đấy nhá. Mình cố gắng là đợi giúp em. Ở chưa các chị ơi, màu vàng cho em này. Mê ly cuộc đời đúng không ạ? 149.000 một con áo len nhung. Ôi, ok chị Đỗ Ánh Nguyệt đủ màu này. Rồi, chị Trần Quỳnh Chi một con xanh. Ok chị gái luôn, 149.000 một áo. Mã số cho em là L33. Rồi chị Kim một con màu hồng. Ok ạ. Ê, chị nhìn len cho em này. L33 chị Thảo Phương cho em trên số đi ạ. Đây. Chị ơi, ok em sẽ lên lại N35 nhá. Xinh quá đúng không các chị nhỉ? L33 của em. Quá là đỉnh luôn ạ. Màu nó rất là tây tươi tắn các chị đúng không ạ? Màu hồng cho em này. Màu xanh cho em này. Màu này là màu kem và màu này các chị chốt cho em là màu vàng nhá. L33 ok chị Nhật Ben một con màu kem. Quá là xuất sắc, đơn giản nhẹ nhàng ạ. Rồi chị Hằng lên một con màu hồng em chốt đơn. Cho chị một mã quần jean nữa nhá. 149.000 chất len nhung đẹp tuyệt vời. Quá là đẹp đúng không ạ? Rồi. Qua mã cho các chị một mã len nhung. Ơi. Màu 40. Đây em sẽ mặc màu kem đi. Cho chị một mã quần bò vào đây nhá. L33 của em này. Ôi màu nào xinh. Màu nào xinh ấy. Xinh như gái 15. Xinh như gái 15. 15 tuổi. Q51 à. Quần này nhá mọi người nhá. Rồi. Em cao 1m57. Các chị nhìn nó ở ngoài được cái chân nó lưng nó cũng dài, chân nó cũng cao cao tí. Các chị nhá. Rồi. Ôi. Màu khói, lại bảo các chị không thích nữa đi. Màu khói nè. Đẹp chưa? Q51 kèm size kèm số cho em ạ. Quần dáng boy nhá. Hôm nay về dáng boy nhiều hơn tại vì dáng boy các chị thấy không ạ? Mình mix cái gì cũng đẹp, chân bé, chân to gì đều mặc được quần dáng boy. Không phải giống như quần dáng ôm, được chưa? Nó hơi ôm thì thực ra nó hơi kén nhưng mà boy các chị đúng không ạ? Mình không thể thấy là chân mình to ở chỗ đâu tại vì nó kiểu hơi hơi suông rộng rộng một tí. Ôm rộng lắm vừa phải luôn cho em nhá. Quần này là Q51 ạ. Khách hàng ơi, mình xem cái này mình đang mua bao tiền đúng không ạ? Em kỳ này các chị 149.000 thôi. Quần bò này em đồng giá 149.000. Mã nào cao hơn, mã nào thấp hơn em sẽ báo các chị. Nhưng hầu như chỉ là 150.000 một quần thôi. Bằng các chị mua quần này ở ngoài 180-200. Đúng không ạ? Có nhiều chị vì sao mà đợi nhà em lên quần bò mới mua. Thứ nhất các chị được mua giá rẻ. Thứ hai mình được mua hàng chất lượng. Áo em mặc 149.000 mã L33. Còn các chị lên đúng mã này cho là Q51 ạ. Chỉ cần em lên mã nó không cần mặc các chị đã và tin tưởng là mình đặt hàng rồi, đúng không ạ? Không cần nhiều lúc đâu, tại vì mấy hôm nay em đang gọi là em đang giảm cân nên giảm cân em mặc quần bò đẹp em mới mặc đấy, thực sự luôn. Tình hoàng chị em ơi, chỉ cần lên mã thôi, không cần mặc đâu. Nhìn form em là các chị đã biết hàng của em như thế nào rồi. Áo em mặc 149.000 mã L33, F9 à? Q51 nhà em không có size XL chị ơi. Được chưa? Em sẽ có size S, size M, size L ạ. S là các chị dưới 51 cân mình chốt đơn cho em nhá. M là mình dưới 53 cân và L là các chị dưới 56 cân ạ. Có nhiều chị nhà em bảo em ơi em tư vấn 56 cân vừa, chị 58 cân vẫn vừa. Nói chung là tùy chị nào mà dáng thon thon thì các chị vẫn chốt được. Nhưng thôi em cứ tư vấn kỹ nhất cho khách hàng là dưới 55 cân. 55 cân là auto các chị vừa, con này đẹp mời ngợi luôn cho em màu khói á. Em thích màu khói mà. Cái này không phải là khói trắng mà nó là khói đậm. Màu nó rất là lạ và rất là tây. Em sẽ có size S, size M, size L cho mình nhá. S16 thì hên xui chị ơi, cái đấy là mình bổ sung số điện thoại giúp em. Mình cứ comment cho em ngày mai nếu có hàng bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị thôi. Cái đấy là hên xui. Chị Trần Quỳnh Chi ơi, Q15 nhà em sẽ không có size XL, nhà em sẽ có 3 size là XL thôi ạ. 48 cân mặc size S nhá chị Thoa Lan Thanh ơi. Đúng không ạ? Form rất là đẹp, các chị nhìn cái đủng quần cho em là các chị đã biết hàng này. Tự nhiên thêm cái logo ở đây nhìn chất chơi người rơi nhỉ.
chắc chơi thế chị Lị. Đây đó chị ơi, quy nó mốt của em đây. Chị Linh Hoàng bổ sung số điện thoại giúp em ạ. Và nó kiểu hơi rách một chút xíu nhá, hơi bụi bụi mà lại còn lót lót như thế này nữa chứ. Không bao giờ bị hở thịt của các chị luôn. Đấy, quy 51 của em Meli cuộc đời chứ ạ. 149.000 các chị xứng đời quá, em mua quần này ấy. Rẻ nhờ. Ít nhất một cái quần bò bây giờ khách hàng mua toàn 190-200. Mua nhà em lại có 150.000. Chắc đẹp Meli. À cho chị lên lại phao em ơi. Ok bây giờ em sẽ lên lại phao nhá. Rồi, chị nào lấy quần này mình cứ chốt là quy 41. Quy 41 kèm size kèm số điện thoại cho em là có đơn nữa chị nhá. Quy 41 của em ạ, Meli cuộc đời. Đúng là Meli 45 cân à 45-44 cân của chị thì mặc hơi rộng đấy. Không dáng boy nó không rộng lắm đâu. Mặc đến đâu co giãn này, nói chung là dáng đẹp, gầy béo thì đều mặc được cái dáng này. Ở chạ, quy 51 của em nhá, 149.000, bây giờ em lên phao. Lên phao với chị gái nhá. Phao của em sẽ có mã là B35. B35 của em phao này. Phao này em sẽ lên, nói chung là phao của rất là nhiều màu ạ. Rồi, size L 1m55 mặc được gái ơi, thoải mái đi. Thoải mái bung lụa đi. Đẹp, em tư vấn các chị yên tâm. Tại vì dáng bo nhà em thì khách hàng sẽ mặc dư ra mà. Phao cho em mọi người nhá. Ui, con phao. Mỗi lần mặc phao mà sau lúc nãy mình có thể phát cái giá nó giật mình như thế đó chị ơi. Phao của em ạ, B35. Phao của em sẽ có size M và size L ạ. Size M là các chị dưới 53 và size L là các chị dưới 55 cân mình chốt đơn cho em nhá. Size M là mình dưới 53, size L là mình dưới 55 cân mình chốt đơn cho em ạ. Phao của em là B35 nhá. Quần em mặc là Q50 ạ. Quần em mặc là Q50, phao rồi các chị cứ chốt cho em là B35. 60 cân không chốt đơn được đâu em nhá. Đây. Quần của em mặc sẽ là quên, phao sẽ là B35. 198.000. Em sẽ có cho các chị là tông màu vàng. Đây, phao màu đen. Phao màu xanh ngọc. Ở chạ 55 cân dưới 55 cân mình chốt đơn, phao màu xanh ngọc. Ở chạ màu rêu. Các chị nhá, màu rêu ạ. Màu này các chị chốt cho em là màu ruốc này. Màu này là màu hồng đậm. Màu hồng đậm cho em này. Màu này màu đỏ nhá, màu đỏ ạ. Và màu em mặc mà màu vàng 138.000 ạ. Size M các chị dưới 53 và size L các chị dưới 55 cân mình chốt đơn cho em nhá. Phao à, tự nhiên em bán cho các chị 138.000 là em không có lãi rồi các chị ơi. B35 của em là áo phao nhá mọi người nhá, rất là ấm. Rất là ấm, mũ lông tháo rời được luôn cho em, áo, cổ áo tháo rời được luôn cho em nha các chị ơi. Đấy, chị nào lấy B35 thì mình cứ chốt là B35 cho em 138.000 một con phao đẹp như thế này. 40 cân đến 60 cân à, tầm 55 đi. 55-56 cân mình chốt đơn cho em nhá. Được chưa? Được chưa các chị ơi? Phao của em là 138.000 màu vàng, màu rêu và các chị nhìn họa tiết cho em này. Nó đã theo logo đầy đủ hết cho các chị như thế này. Phao túi luôn, bo viền cho em. Nói chung là con áo phao nó rất là sang. 138.000 cho em con phao này nhá. Màu vàng cho em ạ. Màu đen các chị này. Màu đen các chị nhá. Màu đen. Màu xanh ngọc ạ. Màu xanh ngọc mình chốt đơn cho em ạ. Con này em lại không có size XL chị ơi. Tại vì cái này mua được giá sale mà. Màu đỏ cho em nhá. Màu đỏ này. Màu này các chị chốt cho em là màu ruốc ạ. Và đồng màu này mình chốt cho em là màu hồng. 138.000 cho em nhá. Vừa like vừa rồi các chị comment cho em mã đấy là Q51, quần em mặc là Q50 nhá. Chị nào lấy phao thì mình cứ chốt là B35. Rồi, em qua mã luôn nha. Ấm quá, mà con này mà ấm rưỡi rưỡi. Con này còn như em còn 10 set thôi. Con này em có 10 set thôi khách hàng ạ. Con này các chị chốt cho em là S mấy nhá? S10. Có size ML chị ơi. Ừ, S17 cho em nhá, 95.000. Cả set ạ, màu cam. Năm nay hot hit màu cam luôn. Lại ơi, hồi nãy chị chốt đơn rồi nha, màu hồng nhạt á. Rồi ok chị hồng luôn ạ. Màu màu rút rồi em lại khoang hồng. B35 chị ơi, B phở ạ. Còn mình lên luôn cho em ấy là S17 cho em cả set nhá mọi người, 95.000. 55 cân chị cao là vừa nhá chị Trung ơi. Rồi chị Thanh Tâm ơi, à chị Thanh Tiền cho em xin số đi ạ. Các chị toàn comment sai như thế thôi, ngày mai nó chốt đơn. Nó lại bảo, chị ơi, em đặt phao mà, B phở ạ. B phở nhá mọi người nhá. Còn mã này của em sẽ là gì ạ? S17 ạ. S17 chỉ 5.000 ạ. Set len mà bán rẻ hơn một kéo len. Trong khi set len hàng thì không có hàng. Đấy chết đỏ em chưa nọ. Em có đúng 10 set các chị nhá. Đấy mình cứ chốt cho em là mã này là S17. 95.000. 95.000 một set đẹp như thế này cho em. Mã số cho em là S17 ạ. Xinh tươi ngồi ngồi trong khi hàng người ta không có để mà bán. Mình có hàng mình lại bán cho khách hàng có 95.000. Đấy chị ơi. Nghĩ lại mà kiểu là hơi nghịch lý tí á. Áo dài em hết rồi chị ạ. S17 cho em mọi người nhá, 95.000 đồng. Meli cuộc đời ấy chị nhá.
Đấy, chị nào là F17 thì mình chốt ạ. Em có đúng 10 set em xin chốt đơn 10 chị thôi. Còn cái này là hết, là em không về thêm nên là không dám nhận thêm đơn, hết là hết nha mọi người nhá. Có chỉ phao ạ, không về thêm hàng đâu ạ. Rồi, đây cho con một cái chị một con áo nỉ phản quang này. Một con áo nỉ phản quang nhá. Con này em cũng khá là nhiều màu. Con này tất cả đều là lấy 5 màu. Cứ cái bệnh là cứ mua gì là cứ phải mua đều màu nó mới chịu ấy. Và các chị mua gì là phải mua kiểu đều màu nó mới chịu cơ. Con này của chị là con mã gì nhỉ? Phản quang. Chị Sinh Hồ ơi, comment lại giúp em là P35 ạ. Chị comment sau và các bạn ấy sẽ không chốt được đâu ạ. N33. Đấy. Inbox tin nhắn nhé mình ơi. N33 của em ạ, 129.000. N33 em sẽ có cho các chị là màu trắng ạ. N33 em sẽ chốt cho các chị là màu cam. Màu hồng các chị nhá, hàng đỉnh quá, áo phản quang ạ. Con này các chị đi 3 quẩy nhiệt tình luôn, phát sáng luôn. Màu xanh em và cuối cùng là màu đen. Bố vi cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn nhá. Áo phản quang 129.000 N33. Chị nào lấy áo phản quang thì mình chốt là áo phản quang cho em N33 nhá. Chị bán đồ đẹp mà rẻ nữa. Em mới theo dõi chị mấy ngày nay mà em thấy đồ đẹp ghê. Em cảm ơn chị Oanh nhá. Rồi chị ơi, N33 của em 139.000. À quên, 129.000. N33 của em màu trắng này. Màu cam các chị nhá, màu cam. Màu hồng. Màu xanh cho em nào. Màu đen ạ. Cái này các chị từ 40 cân đến 65 cân mình chốt đơn cho em thoải mái con này. Áo này là áo nỉ phản quang cho em nhá. Nam nữ đều mặc ok. Còn em mặc sẽ là Q50. Được chưa các chị ơi, màu cam. Đấy, màu cam, màu hồng cho em này. Đấy, màu xanh cho em này. Đấy, màu này là màu đen. Và màu này cho em là sẽ là màu trắng ạ. Áo sọc đấy là 135.000 nhá chị Hương. Mã số cho em là N35. Rồi, còn các chị cứ chốt cho em mã này N33. 129.000 áo chất rất là đẹp nhá. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn ạ. Màu tây đúng không các chị nhá. Mua đồ bên em rồi giới thiệu bạn bè ai cũng ưng ý. Em cảm ơn chị Phúc rất là nhiều nha. N33. Chị nào lấy N33 thì mình cứ chốt là N33 và kèm số điện thoại cho em ạ, 129.000. Rồi, chị nào thích con áo phản quang này. Áo phản quang. Thêm em là cua sang giọng nè. Áo phản quang này thì mình chốt cho em mã này N33 các chị, không này kiểu hồi hộp, màu trắng, màu cam, màu hồng ạ. Rồi các chị chốt cho em màu này là màu xanh ạ. Và màu này cho em là màu đen, em có bộ thể thao nhá. N33 của em 135 à 129.000. Dạ em không có bộ thể thao này em đâu ạ. Ờ dạ. N chị ơi, N33 rồi em qua mẫu luôn nhá. Các chị váy con em. Váy len á. N33 nhá. À hôm nay con áo giữ nhiệt em về thêm rồi các chị này. Len thổ cẩm nhá. Đây móc cho chị con len thổ cẩm nhá. À mình còn mã len thổ cẩm nào nhá. À len thổ cẩm nhá. N33. À đây cái con áo gió. Áo gió có làm anh lo lắng ấy chị ơi, áo gió á. Bố chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ nhá. Để em lên tặng quà cho các chị nha. Ơi. Con này có bao nhiêu con? X hơn. Là X hơn. Bán chết một chiếc. Ôi ơi. Chết với chị đi. Ôi, con này về mấy em ơi. Về chết rồi. Trời ơi, trời. Chết luôn rồi. À lên khoác lên có một mã cardigan nữa cơ. Siêu rẻ em ơi. Con này ít thôi à? V26 à? Chất lì luôn. Ôi cái tay lông của nó thôi chết rồi. Toàn V26 ạ. À. À mấy mẫu em lên đến về ngày mai. Hôm nay hết hàng. Hôm nay đóng hết hàng cho khách rồi về ngày mai chị nhá. V26 toang rồi ông giáo ơi. 95.000. V26. Này. Đỉnh chưa? 60 cân các chị chốt đơn con này mẫu độc rồi. Các chị đi săn ở đâu con này mà 95.000 váy len ạ. V26 ạ. Ít lắm, mỗi màu có mấy á? Ít màu. Mỗi màu chưa tới 10 cái mà. V26 như thế này thì chốt kiểu gì đó chị ơi. Màu xám và màu nâu ạ. Màu xám và màu nâu cho em ạ. 95.000 V26 ạ. Cái tay của nó yêu quá. V26 đúng không ạ? Cái tay của nó các chị là nhìn cái tay lông cho em này. Sang thế. 95.000 không thể tin được, không thể tin vào mắt mình đúng không? Các chị nhìn cái tay cho em nào. Các chị nhìn con váy len này em chưa? Trời ơi, như này thì xỉu luôn rồi. Xỉu tại chỗ rồi các chị ơi, con V26 của em này. Các chị nhìn cái tay cho em, nhìn cái thêu thổ cẩm nữa chị nào. Trời ơi, 95.000 V26 các chị ơi, chốt lẹ tay. Đây các chị nhìn cái mẫu cho em xinh nhá.
40 cân đến 60 cân, 65 cân các chị chốt thoải mái. Con này em có ít nhá. Chị nào lấy nhanh thì mình chốt là B26 cho em 95.000. Trời ơi, không ai tin được con váy này 95.000. Mọi người chỉ cần comment giúp em là mã là B26 cái màu cái số chất len à. Chất len này em làm không cần suy nghĩ luôn đi. Bao chất đi. Chất này ở ngoài không đẹp, lần sau cứ vả thẳng vào. Em ơi bán chất không đẹp. 95.000 mà các chị đi đâu săn được con váy này. Không có, no name có luôn. Ok chưa? B26. Chị ơi, váy len thì không có size đâu nha chị. Chắc em phải qua mã rồi hết hàng rồi. 95.000 cho em hộ em nhá. 95.000 một con váy len như thế này. Các chị săn ở đâu làm gì có. Không cần đi săn ở đâu đâu ạ. Ở ngoài shop chưa chắc là có, ở đâu cũng chưa chắc là có mã này. Độc quyền cho các chị mã này luôn, 95.000 đồng. Đáng nhẽ độc quyền em phải bán cao hơn nhưng vẫn bán cho các chị giá yêu thương nhá, 95.000. V26 nhá. Đấy, chị nhìn cái độ dài cho em 1m6 thì ok, dáng suông chị ơi, dáng suông ạ. Dáng suông, dáng nào body em sẽ báo các chị body rồi. Qua mã luôn con này tại vì không có nhiều. V26 nhá. Lên cho em một con siêu phẩm áo gió ạ. Con áo gió của em là nhức nách luôn các chị ơi. Cho chị kéo nâu nâu đi. À. Ông cái nâu nâu quá kéo chị ông nâu 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 ấy. Con này ấy chị nhá, K42 của em ạ. Này không? Ờ, đó con nâu nâu ấy. K42 của em nhá, từ 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. Được chưa? 89.000 một con áo gió này K42. K42 các chị chốt cho em là màu kem ạ. K42 mình chốt cho em là màu trắng ạ. Màu đen ạ. Màu đen các chị này. Màu đen nhá mọi người nhá, màu đen ạ. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô cho em các chị nhá. Màu đỏ đô chị nào lấy xỉ thì cọc giúp em ạ. Màu đỏ ạ. Màu đỏ tươi 89.000 một con áo gió hàng VIP. Mã số cho em là gì ạ? K42. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn ạ. Có chị nào nhận được con áo gió này nhà em chưa các chị ơi? 89.000 K42 nhá. 89.000 đồng K42 ạ. Em đang mặc sẽ là màu kem ạ. Màu đỏ các chị nhá. Màu đỏ này. Màu này các chị chốt cho em là màu đỏ đô. Màu đỏ đô nhá, 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Ai bán 89.000 con áo gió này đúng không ạ? Màu đen các chị này. Đấy. Chuẩn hàng đẹp hai lớp xịn sò cho các chị vào, màu này là màu trắng cho em. 89.000 nhá. Mã số cho em là K42. Đấy các chị em sẽ mặc đầy đủ màu. Ôi giời xuất sắc các chị ơi, xỉ đồng nhà trên line em cọc giúp em trước khi nhận nhá. Rồi chị Hằng Nguyễn một con đỏ đô ạ. Áo gió thì không thể yếu rồi. Đấy mình có thể mặc bên trong cho em một con áo len rồi sau các chị khoác một con áo khoác ở bên ngoài ạ. K42 của em nhá, 89.000 đồng các chị ơi. Mặc với cái gì cũng xinh là sao nhỉ? Đơn giản nhẹ nhàng. Khoác cho em một con áo khoác ở bên trong. Đấy một kéo len ở bên trong rồi các chị mặc qua một áo khoác ở bên ngoài ạ. Màu nó rất là tây ạ. 89.000 các chị nhá, K42 của em này. Đấy. Rồi, màu đen cho em, màu đỏ cho em này. Màu đỏ các chị nhá, 89.000 đồng ạ. Rất là đẹp đúng không các chị ơi? Màu trắng ạ. Màu đỏ tươi các chị này. Đấy, màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi cho em màu nào cũng xinh đúng không? Màu nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp. Như thế này thì chết rồi. Và rất là yêu thương các chị, bo viền, bo tay rất là kỹ càng này, 89.000. Cho chị bộ mã len siêu siêu cấp vào đây chị bán trên các chị đi. Cho chị 10 con nhé. Khoác len cao cấp ấy. Ừ. Mẫu nào có 10 cái em cho vào đây đây chị. Xinh nhờ. 89.000 một con này của em nhá. K42 xinh các chị nhờ. Màu nào cũng tây là sao các chị? Xỉ giảm như thế nào bên em sẽ báo các chị luôn, không báo ở trên line nhá. Mình cứ xác định lấy xỉ nhé là giá siêu rẻ rồi, chất đẹp. Đó dạ, nếu mà mình ưng thì mình cọc cho em 1 triệu. Không thì bên em sẽ cũng không nhặt nhá. Ok chị Minh Anh một con màu kem, màu kem chốt đơn, giá thì bao đẹp các chị ơi. Đấy mình cứ tham khảo đi ạ, ngày mai mình nhặt cũng được không sao. Còn lúc nào em livestream được các chị nhặt cũng được. Đây. Melly chưa các chị ơi? Đấy chị nhìn chữ theo cho em, toàn bộ là chữ theo cho em nhá, màu trắng các chị này. Màu đỏ tươi này, màu đỏ đô này. Ôi cái màu nào nó cũng đẹp và nó sang, mặc nó rất là nhẹ. Mặc đến đâu nó thoải mái đến đấy các chị ơi. Đấy màu đen cho em nhá. Và màu này là màu kem. 89.000 đồng một con áo gió này đúng không? Hết hồn đúng không ạ? Nhiều các chị ồ làm sao mua được 89.000 con áo này. Nhanh để em có mẫu nhá. Con này không có nhiều. Con này em cũng còn ít. Màu đen các chị này. Chị nếu mà chị lấy xỉ thì mình cứ cọc cho em đi ạ. Trước sau gì cũng phải cọc mà chị ơi. Em màu đen. Xỉ thì bên em có ghim nội dung ấy. Con này bán chiên nhá. Con này bán tặng các chị đi. Áo gió nhà là năm nay mình mua 3 cái rồi, cực đẹp. Phong cách mà không bị đụng hàng, giá rẻ. Quá ok luôn. Em bảo các chị Thu Trang Bùi nhá. Trời ơi, hạnh phúc chưa? Rồi chị Hằng Trần một con K42 rất là xinh đúng không các chị? Không ai nghĩ là mua 90.000 đâu ạ. Tưởng 90.000 mình chưa mua được. Đấy rồi chị xì bích một con luôn. Rồi ok chị yêu nhá. Rồi, đây. Các chị thấy con nên con của em chạ 89.000 đồng đúng không? Melly. Melly cuộc đời. Nào, chuẩn bị ơi em ơi, chuẩn bị sẵn mã đấy đi. Kỷ niệm các chị mã đấy đi nhá.
Mã này em khi ân kỷ niệm với chị nhá. Con đấy con ba đen à? Có nhiều không? Con đỏ trước đi, con đỏ trước đi. Con đỏ kỷ niệm với chị, mỗi chị một cái nên giá đang bán là bao nhiêu em? Rồi, con đấy chị ân luôn. K42 của em nhá, mang thu cái mẫu cardigan còn chưa làm được. Chị ân sốc luôn này. Sốc tận gọi là không còn giá nào để sốc hơn. Đấy, K42 của em nhá. Đẹp cũng chốt đi em. 60 cân vừa chị ơi, 40 cân đến 60 cân các chị đã chốt đơn ạ, 89.000. Bố chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ nhá. Bây giờ em lên tặng các chị con áo yêu thương này. Thì các chị có giá để sốc nhá. Đừng ngã ở đây nhá. Thôi ok chị Zumbi ba trắng ba đen. Trời ơi, một các chị ơi cố gắng ủng hộ nhé em để em lấy tiền trả nợ. Màu nào đơ chị ơi, xinh chưa? 89.000 bán vì đam mê thôi. Đấy, nhân viên đi làm vì đam mê, chủ bán vì đam mê. Đấy các chị, chúng em chỉ làm vì đam mê. Ê kiểu phụng sự các chị làm đẹp cho mọi người ấy, kiểu đấy. Thề luôn, kiểu như là mình phụng sự khách hàng của mình ngày càng đẹp hơn, săn được đồ vừa chất lượng vừa rẻ là đã quá là sướng rồi, như giống như là kiểu phụng sự rồi. Phụng sự các chị cũng được 1 năm rồi đấy. Ngon bổ rẻ đúng không các chị? Áo treo là 135.000 ạ. Ok chị Zumbi đem 2 đỏ, em mặc nốt màu đỏ nhá. Ôi màu đỏ đẹp mà. Rồi chị Hằng lên một con kem, màu đỏ quá là tây rồi. Thôi sao nó có thể đẹp như này ta? 50 cân bằng con em luôn chị ơi, thoải mái, đẹp luôn, xinh gái luôn. Đấy, màu đỏ cho em nhá. Rồi chị Phiên Đông ơi, các chị ơi, toàn quên để lại số điện thoại như này thì chết. Mai em ơi, không có đơn này em ơi. Áo H7 em hết hàng rồi ạ, phải 2-3 hôm nữa chị nhá. Rồi xinh như ạ. Áo khoác nam thì chắc hôm nay em không lên được rồi. Chị Minh Nguyễn ơi, các chị ơi, số đâu hết rồi. Chết rồi, như này thì toang rồi. Ngày mai gọi bằng cái gì đây? Chết, em phải để ý khách hàng này. Không cho số ngày mai lại chờ khách hàng inbox, không biết lúc nào khách hàng inbox đây. Rồi những chị nào đặt hàng ở Facebook ý ạ, mình chụp ảnh màn hình gửi vào tin nhắn cho em nhá. Chị Kim ơi, có số bên em chưa? Con này sốc nha. Mỗi chị một cái đi. Làm gì được mỗi chị một cái ạ. Còn mỗi 5 cái. Ơi. Không, size 3. Size 3 nhưng mà không biết. Em ơi, mã này các chị lên cho em là sốc đi. Chị báo được sốc nhá. Các chị lên cho em là sốc đi. Đấy, mã sốc. Đơn giản thôi. 5 cái nhá. 5 cái kỷ niệm nữa. Các chị áo khoác này đang bán 239 này. Đấy, giá sốc nha. Cái dây này tự nhiên nó nói đây. Cái bên này không có dây à? Hơi nhiều dây tí các chị thông cảm nhá. Hơi nhiều dây. Về các chị tháo được luôn cho em đấy. Dây này mình về mình tháo rồi mình cắt được luôn cho em. Sốc đi ạ. Bầu trần em không về ạ. Sốc nha. Giá sốc này. Các chị ơi giá sốc luôn. Con này có 5 con hàng VIP. Mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ nhá. Bà giá sốc đi. Một ngày duy nhất ạ. Sốc ạ. Ây, hàng nó như thế này. Mỗi chị đi qua chấm mai chia sẻ bài cho em nha. Em bán giá này sốc luôn ạ. Bán nữa chị đi em ơi. 59.000. Bán tặng đi. 59.000 cho em con sóc này. 59.000 cho em cắp nách này. Đấy. Cái túi này em nhá. Có 5 con thôi. Em bảo rồi có 5 con. Chị nào mà nhanh tay thì alo chị ơi, ngày mai chị có mã sóc à? Ừ đúng rồi em. Sướng chưa? Lúc đấy mới cảm giác là mê ly cuộc đời. Cảm ơn em là luôn. 59.000 cho em mã sóc. Em thật sự quá đẹp như thế này. Lên cho em nhá. Các chị nhìn hộ em ạ. Em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ livestream thôi mọi người ơi. Rất nhiều chị đang không chia sẻ livestream này. Trời ơi, một con thôi. May là để được một con nhá, không 5 con gì hết các chị ơi. Có đúng một con em chia đều cho 5 chị. Em không chốt được một chị một con đâu. À một chị 5 con đâu, mỗi một chị một con nhá. Nhưng mà chị nào mà được thì con này các chị hoan hỉ cho em với 59.000. Trời ơi, về cắt chị game. Chị Hạnh có số điện thoại làm sao bên em chốt được ạ? À, mình cắt cái dây này. Chị nào mà không thấy dây nhiều quá, mình cắt bớt cái dây này luôn cho em. 59.000 đồng em ơi, tôi qua mẫu đi. Hết hàng rồi. Xong cho em 59.000 qua mẫu đi. Hôm nay chị nào mà săn được, hôm nay livestream này sướng. Mộng mơ tuyệt vời. Em ơi con khoác này. Con đấy chị ăn đi thôi chị mã đi. Con khoác này các chị ơi. Con này có hình như có chục con thôi em ạ. Con này xinh đấy. Con này xinh đấy, yêu đấy các chị ơi. Em ơi con này cho chị mã đi. Con này có chục con này bán chắc cái kiểu gì đây. Đi. Rồi,
áo kẻ đằng sau của em là 135 nhá. Con này có chục con thôi em ạ. Con này kỷ niệm các chị yêu đi. L120. 99.000. L120. Xách nhỏ. Xách nhỏ chắc chị để lại con này đi. L120 99.000 con này cho em. Trời ơi. Cái len của nó đẹp kinh khủng và cái dáng của nó các chị này. Ôi cái quần bò nhà em đúng là mặc với cái gì cũng đẹp. Đúng là mặc lên là cái gì cũng đẹp này. Tích lấy vai cho em được kiểu đi chơi nhẹ nhàng các chị em nha. Có không thì mình mặc kín đáo hơn, mình mặc như thế này đủ sexy cho cổ này. Cao lắm mặc cổ tim nhá. L120 của em 99.000 ạ. Trời ơi. Làm sao mà có thể bỏ qua cái mã này được. Cái màu này, cái màu nó rất tôn da các chị, sáng da. Chị nào da trắng mặc con này thì thôi nhức nách luôn. Con L120 của em có đúng chục con, đúng 10 con. Không có nhiều, không có hơn. Hàng bây giờ dở hơi như thế, nó bây giờ nó trả như thế. Bây giờ biết chốt cho chị nào. Thôi chị nào chia sẻ live stream chốt trước em chốt trước ạ. 99.000 ạ. Xinh đúng không ạ, xinh hết hần. Xinh hết phần thiên hạ đúng không mấy chị nhỉ. L120, 99.000 đồng. Sang quá, cái dáng nó vừa phải cho em như thế này nè. Mặc cái quần bò còn gì đẹp, còn gì hơn đúng không ạ? 99.000 cho em L20. L20 cho em 99.000 con này chân luôn em ơi. L20 của em nhá. Rồi em xin phép hết hàng ạ. Mình vừa mặc thành khoác được này. Mình vừa thành mặc áo là xinh quá. L20 em xin phép hết hàng cho các chị gái nhá. L20 hết hàng ạ. Rồi em chuyển mã cho mọi người nhá. Con này em có được tầm 50 cái, em xin chốt đơn cho 50 chị ạ. Đây nha, con này em có được tầm 50 cái, em ơi cho chị cái mã này đi. L122 thôi chị thì kỷ niệm con này cho các chị gái đi. Con này ôi kỷ niệm rẻ đi. Đây, con này như nhà mình có 100 con. Con này ấy chị nhá. Con này em kỷ niệm xin phép kỷ niệm mọi người đi. L121 à, L122 kỷ niệm nữa các chị con áo này nhá. Dáng của nó hơi ngắn như này nhá mọi người. L122 dáng cờ lốp tốt, dáng vừa vặn cho em như thế này. Rất xinh, 40 cân đến 58 cân các chị chốt đơn. Ở trang kỷ niệm các chị chốt 69.000 đi. L122 của em 69.000 nhá. Vừa mặc thành khoác được, vừa mặc thành áo được. L122 69.000 đồng con áo len này. Vừa mặc thành khoác, vừa mặc thành áo được cho em nhá mọi người nha. Mặc kiểu gì cũng xinh. Vừa khoác vừa áo L122. Chị nào lấy L122 thì mình chốt là L122 cho em 69.000 đồng. Em có 100 cái duy nhất, chốt cho 100 chị thôi. Chị nào mà chốt dư 2 cái thì cố gắng là chia sẻ cho em 2 lần. Ok chị Kiều Quyên luôn, ok em chốt đơn 69.000 em con này. Rồi chị Ngân Nguyễn 3 con cho chị ra đây em ơi. L120 em hết hàng rồi ạ. 69.000 ai bán cho các chị dòng len này 69.000 ạ. Mặc với quần bò quá đi. Rồi ok 69.000 em con L122 của em. Ok. Xinh chưa ạ? Ôi mặc cái quần bò này xinh đấy. Sau này phải để lại con này để mặc rồi em ạ. Quá đẹp. 69.000 cho em nhá. L122 các chị chốt đơn nhanh. Con này thì có đơn. Úi dồi ôi, giá đang bán 99.000 em ạ. Chết. Ok. 69.000 đồng các chị gái ơi. L122 cho em nhá. Con này mà các chị ông săn là chết rồi. Chị Trần Lan 2 cái luôn này. Chị Hà Nguyễn 1 cái á. Rồi ok chị Thùy Trinh 1 cái em chốt đơn. 69.000 khách hàng ơi. Xinh quá đúng không ạ. Quần của em mặc là Q50 chị nhá. Ờ con áo này vừa phải thế, 58 cân đổi số mình chốt đơn. Chị Trần Nguyên 1 con ạ. Rồi chị Thanh Thảo 1 con em chốt đơn luôn, 69.000. Quy 50 à? Chị Trần Nguyên có L122 à? Ok. Chị Thư Hoài Lê có L122 rồi. Chị Thư Hoài Lê à? 69.000. Chỉ cần lên một lần thôi ạ là đã có đơn rồi các chị nhé. Tại vì hệ thống nó tự bắt comment của mọi người mà. Chị Phương Ngân mã là L122. Chị Phương Ngân L122 năm à quên 69.000 cho em con áo len này, xinh đúng không ạ? Đơn giản nhẹ nhàng. Chị Diệp Lâm có ạ. Chị Diệp Lâm có này. Chị Phương Ngân chốt lại rồi, chị Kim Trần này. Ok. Một màu duy nhất ạ. Chị em là L122. Ok. Chị Tú Anh. Chị Tú Anh có L122. 69.000 ạ. Đẹp quá. Xinh nhở. Không thể chê được. Em ơi, chị Thi mơ cho em con áo giữ nhiệt đi. Ok, quần em mặc là size S. SML ạ. Đây chị này. Thấy cho em áo giữ nhiệt này đủ màu đi. L122 cho em nhá, 69.000. Quần mặc là mã Q50 ạ, 149.000 ạ. Quá đẹp đúng không? Mặc dáng ngon lành này chỉ có một màu duy nhất là màu này thôi chị ơi. L122 cho em 69.000 nhá. 69.000 con này.
Em muốn độ tầm 100 cái thôi. Chị Trần Lan có 2 cái rồi ạ. Chị Trần Lan 2 cái này. Chị Mai Phương 1 cái này. Trời ơi, tự nhiên mua con áo len này. Ai bán 69 nghìn đó, chị len, len thông hơi cho em nhé. Đấy, rồi ok chị yêu, len thông hơi là đẹp quá. 69 nghìn bao phê, mặc thêm một cái áo 2 dây ở bên trong, và các chị khoác áo phát cũng xinh. Chị Văn Nguyễn có 2 cái L120 luôn ạ. Trời ơi, đẹp quá các chị ơi, L122 của em 69 nghìn đồng đây. Có ăn được không giáo ạ? Con này đẹp ghê. 59 à quên 69 nghìn đồng cho em nhé. L122 bình thường 69 nghìn chưa mua được. Chị Duy Hồ có L122 ạ. Ok, 69 nghìn cho em, chắc đẹp lắm. Con này các chị mặc cái quần sóc còn đẹp hơn là em mặc với quần bò ấy. Mặc quần sóc còn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Chị Thảo Nguyên có, các okay. Chị ơi chia sẻ bà cho em nhá. 69 nghìn cho em con áo này nhá, xinh rất là xinh. Không ai nghĩ 69 nghìn đâu ạ. Rồi, Huỳnh Quốc Duy có. Huỳnh Quốc Duy có luôn, 69 nghìn cho em 30 ly nhá. Đẹp quá, 58 cân các chị chốt lên con này cho em, vừa xinh vừa đẹp, vừa dễ mặc, form đẹp khuy này. Em mẫu này mẫu mới luôn nhé, 69 nghìn đồng. Đó chạm 69 nghìn, mã số cho em là L122. Chị Thảo Nguyên có rồi ạ. Đây em chốt nhanh nha các chị ơi, xinh cực kỳ đúng không? Mình có thể mặc được nhiều kiểu cho em đấy. Em mặc được nhiều kiểu luôn, mình có thể tháo cái cúc này này. Các chị mặc thành dáng khoác cho em cũng được. Đó chạm 69 nghìn cho em L122 nhé. Màu nó rất là tây, rất là sang, rất là xịn sò, và các chị nhìn thấy vân cổ luôn cho em, rất là xinh điệu như này. Tay của nó là dạng bo cho em như này nhé mọi người nhé, rất là đẹp luôn này. Đấy các chị thấy tay của nó chưa? L122 cho em ạ, 69 nghìn đồng một áo. Đấy chị nào thích con này mình cứ cho L122 cho em nhá. Quần em mặc là Q50. Cái hàng Lê có quần jean size M ạ. Rồi chị nào lấy L122 thì mình chốt cho em nhá. Rồi 69 nghìn một áo L122 ạ. Áo này có chị cho em là có ạ. Ơi quần mới ạ. Các chị váy đi, váy len. Ok chị Su Su có L122 chưa ạ? Chị ơi lên được mấy mã rồi. Không thấy các chị ở đâu, thế là em chốt lẻ hết rồi. Không, đang còn đấy, hôm nay về hơn nghìn, nghìn rưỡi. Xinh quá, N35. Rồi mặc con này kiểu như mặc đơn giản nhưng mà vẫn muốn đi kiểu đi quẩy các chị. Đi hát okay, hỏi. Chị Hồ có Q50 size S ạ. Mặc nó trẻ ơi là trẻ như thế này thì các chị nỡ bỏ qua. Con này của em là N35 nhá, 135.000 một áo. Quá đẹp. Nhỏ, đẹp nhỏ. Cái màu cho em là màu vàng này. Không, em hình như đôi này 3 năm rồi. Màu vàng đây. Màu cam ạ. Màu nâu ạ. Màu đỏ này. Màu xanh ạ. N35 là áo em đang mặc nhá, 135.000, xinh quá. Đếm ạ. Đôi này nặng. Con này có 10 con thôi à em? Con này nhà mình đến mãn V mấy rồi em nhỉ? Ui, quá đẹp các chị ơi. V27 ạ. V27 các chị ơi, váy đính ngọc toàn bộ, toàn tập như thế này. Em lại kỷ niệm với chị 95.000 váy len V27. V27 cho em nhá, 95.000 V27 ạ. Chị nào lấy V27 mình chốt là V27 cho em nhá. Xỉ các chị cứ cọc giúp em đi ạ. Bây giờ không có nhân viên trực tin nhắn nhá mọi người ơi. N35. Chuyển khoản cọc là gửi qua bên Zalo giúp em là được ạ. Em ơi hết hàng luôn nào, chuẩn bị nào, hết hàng luôn nào. V27 cho bác Ý này. Cho chị bạn khác đây. V27. Ok, chốt đơn cho bác Ý luôn. Không. Không lấy bít ngu rồi, bít ngu rồi. Con này cũng ít. V27. Ôi toang rồi. Không có. Có mấy rồi à? Đây. V28 ạ. 95.000. Quá đẹp. V28. 95.000 V28. Zalo của em là 0982 692 208. V28 đấy mọi người nhá, 95.000. V28 em có rất là ít ạ. Chị nào lấy V28 thì mình chốt là V28 cho em nhá, 95.000 đồng em ấy. 95.000 em còn từng đây này. Chị nào lấy mã này thì em chốt trước. Còn có một con màu nâu này. V28 nhá, hết. V28 em qua mã này. Trời ơi, đều lấy cân thì mình comment nhanh ạ. Toàn lấy hãng thôi em ạ. V29 các chị ơi. V29 em kỷ niệm con váy len này các chị này. 95.000, toàn hàng hãng, hàng đẹp của em, hàng HX là các chị biết rồi. V29 95.000. Ôi ôi đẹp quá. V29 ạ. 95.000 V29 cho chị cái cục đấy cho các chị xem.
chưa bao giờ, thề với các chị từ lần đầu năm đến bây giờ, bây giờ mới ôm được cái lô mà nó ngon lành cành đào mà nó rẻ như thế này. B29 cho em 95.000 đồng. À, ngày mai chị nào có đơn bên em sẽ gọi chốt đơn cho mình nhá. Áo em mặc là 135.000 ạ. Lưu ý là chia sẻ bài cho em nha các chị ơi. Mỗi chị đi qua chấm bài chia sẻ bài cho em ạ. Chị gái ơi quá đẹp luôn nhỉ. Ok, B28 chị Ngân Nguyễn 10 chiếc ạ. Không không có đủ em đừng đọc. Ngày mai có đơn chị nào mình chia thôi. Cho chị mã khác vào đây nhá. In tâm nghìn mấy cơ mà các chị ơi. B29 em sẽ không đọc. Ngày mai chị nào có đơn thì có ạ. Ừ, 1.700 cơ. Ngày mai bên em sẽ chia nhá. Chia sẻ nhá mọi người, sẽ chia. Cho chị mã khác lên vào đây. Lên á. Hôm nay nhà mình quá nhiều vào đây. Nhìn. Thôi cứ làm đi rồi chị em mình Altuna đi. Altuna. Con này mỗi mã nhiều không em? 10 hết rồi à? Con sẽ lên này cho em nè. Thấy chưa? 95.000. 95.000 cho em mã này nhá. 95.000. Chị nào lấy con này mình cứ chốt cho em mã này là S mấy rồi nhờ? Lúc nãy nhà mình lên S mấy rồi? S 18 rồi à? Bây giờ lên S 18. Lúc này là bây giờ S 18. S18 nhá. 95.000. S18. À S19. S19 95.000. Máy lên cổ lọ nhá. Lên cổ lọ này, chân váy dập ly dài. 95.000 S19 ạ. Chị nào lấy S19 thì mình chốt là S19 cho em nhá. 95.000 đồng S19. Đấy, set cam luôn, con này em có 10 set thôi. Đây chân váy maxi dài cho em này. 95.000 S19. Ai lấy S19 thì mình chốt là S19 cho em nhá. 95.000 đồng S19 ạ. Sang quá là sang các chị ơi. 95.000. Ê, cái này có nhiều không em? Ít à? S19 em ơi, bỏ túi bóng này. Nhưng mà mẫu thì nhiều. Nhiều mẫu lắm. Đây, tương tự như thế, màu vàng cho em. S20. Ủa chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ nhá các tình yêu ơi. S20. S20. S20 các chị ơi. S20 95.000 màu vàng. Len cổ lọ quá rẻ cho một set len. 95.000 S20. Ngàn năm mới có một lần không phải ngày nào nó cũng có. Chị phải đi săn này. Săn đi suy nghĩ, đi làm giá, đi giao dịch này. Giao dịch bằng miệng rồi giao dịch đến tận nhà nó giao dịch nữa cơ. S20 của em 95.000 S20. Nơi giao dịch năn nỉ. À năn nỉ. Trời ơi, năn nỉ nó gãy cả miệng ấy. Tối nó em ơi, 129 mới bán. S20. S20 cho em 95.000 S20. S20 cho em 95.000, 95.000 S20. Chị nào lấy S20 thì mình chốt là S20 cho em 95.000 nhá. S20 95k. Nó có ít thôi à, không có nhiều đâu. Rồi, set Buma lên. Được chưa? 95.000 S21. Con Buma set này ra ngoài toàn 300 mấy, không có hàng. 95.000 S21. S21 cho em 95.000 nhá. Set Buma à, chân váy nhà em toàn bên váy dài thôi. Rồi S21. Đấy, chị nào lấy S21 thì mình chốt hộ em 95.000. 95.000 S21. Quá đẹp. Rồi, quá xuất sắc. S21 chị nào có đơn ngày mai bên em sẽ gọi nha các tình yêu nha. Bên em sẽ không đọc đâu ạ. Rồi. Tình đọc xương xương một vài chị thôi ạ. Làm gì có hàng mà xương xương. Này, ui giời. Đẹp nhờ. Eo, 95.000 S22. Chết rồi. Này, chân váy len kéo khóa này. Không có nhiều gì ạ. 95.000 S22. S22 cho em quá rẻ. Thề luôn các chị ơi, lâu lâu mình mới săn được con set len mình đi. Chị lại mua S22. S22 95.000. Ôi dồi ôi, em nói là đỉnh bá cháy. S22 em ơi, S22 95.000. Ôi. Thôi con này còn nhiều không em ơi, con này có nhiều không? S23 95.000 S23. Set Burberry quá đi. S23 của em 95.000. S23 nha các tình yêu ơi, được hôm xả stress với set. Vậy là mong nó xếp về từng ngày. Má thật sự luôn. Đây, S23. Chị nào lấy S23 thì mình chốt là S23 cho em nhá. Xương xương nhẹ nhàng đẹp như thế này thôi. 95.000 đồng S23 của em. Đây, chị nào lấy S23 thì mình chốt là S23 cho em. 95.000 đồng cho em nhá. Cái set Burberry màu nó đẹp thế các chị nhỉ. Màu nó tây ơi là tây luôn này. S23
Ơi, chị nào lấy S23 thì mình chốt cho em. Set này hơi bị fashion modern nha. 95.000 S23. 95.000 S23. À có một cái mẫu không? Mẫu khoác cardigan thùng nó phân cho em. S23 cho em nhá, 95.000 đồng ạ. Chị nào lấy S23 thì mình chốt khẩn cấp luôn cho em. 95.000 đồng em chốt đơn nhá. Sang xịn mịn và đẹp đúng không? Em ơi hết hàng rồi này. Cho chị qua mẫu khác đi. Đây set vàng này em ơi, set vàng mình áo hay là cả bộ? Mình áo hay là cả bộ em? Ở cái đấy lỗi bỏ ra. Mình yếm rồi à? Có cái váy ở bên trong không? Mình choàng à? Cái này mình choàng chắc dở rồi. Nó mặc chủ yếu là mũ à. Choàng thôi à? Choàng là mũ à. Choàng này mã là cao mấy? Xe hai. C20 à? C20 đó chị ơi. 69.000. Con choàng này đi. C20 có một mẫu cardigan dáng ngắn đẹp cực kỳ. C20 cho em 69.000 C20. Chị nào lấy C20 thì mình chốt là C20 cho em nhá, 69.000. C20 và kèm số cho em nhá, 69.000 đồng cho chị mã khác đi. C20 69.000 nhá các tình yêu ơi. Đây cái choàng nhá. Tức nhất là các chị mặc áo len ở bên trong. Mình khoác áo khoác ở bên ngoài này cho em nhá. Cái này là khoác len choàng. Ví dụ các chị mặc váy 2 giây á, rồi mình khoác áo khoác này ở bên ngoài. Em mặc cái kiểu thời trang mà em không hiểu là em mặc cái gì được cơ. C20 của em mặc tạm bợ như thế các chị nhá, 69.000 đồng đi. C20 69.000 có nghĩa là về mình kết hợp cho em là áo 2 giây ở bên trong ấy ạ. Mình kết hợp cho em là áo 2 giây ở bên trong nó mọi người nhá, mà rất là xinh. 69.000 thôi, điệu đà cá tính nè. Ở dạ, em không lên bộ nhá chị ơi, 69.000 C20. Rồi. Chị nào lấy C20 thì mình chốt hộ em khẩn cấp con này nhá, 69.000. C20 ạ. C20 hộ em nhá, 69.000. Rồi chị cho em lên con áo giữa nhà đấy chị. Cho em màu xanh. Con này là G5 em nhá. Con này là con này mới về thêm này. Con này là mã khác rồi, G5 à. Mày em tao bán được không? G6 ạ. Lại đẹp nữa em. G6 á chị ơi. G6 ạ. 125.000 áo giữ nhiệt. Một khi mặc áo giữ nhiệt thì em là chỉ có nghiện từ đây đến già. Cho chị màu em ơi. G6 đây em nhá, sẽ có 5 tông màu. Màu cho em màu xanh ạ. Màu trắng, màu hồng, màu nâu, màu đen, mã G6 125.000, mặc là nghiện. Nghiện là không thể cai được đối với áo giữ nhiệt này rồi. Em hứa chị đẹp nhức nách thiên hạ luôn nhá. 125.000 ai bán được các chị 125.000 áo giữ nhiệt này. G6 của em 125, màu trắng, màu hồng, màu đen, màu nâu. Tự nhiên hôm nay lại có thêm cái màu xanh như thế này. Mặc nó gọn người ghê luôn đó chị. Nào, áo giữ nhiệt gì vừa ấm vừa đẹp như thế này ạ. Ở dạ G6 cho em 125.000 mã G6 ạ. Theo cái chữ BT này, đấy, cái cổ hình xinh gái chưa. Chị nào lấy G6 thì mình chốt là G6 cho em 125.000 đồng. Mã số cho em là G6 nhé, 125 ạ. Màu rất là tây đúng không ấy chị ơi. Bao đỉnh bao đẹp luôn nha. Đấy các chị ơi. Đây, từ 40 cân đến 60-65 cân em chốt đơn, em không đọc tên ai cả các chị ạ. Có nghĩa là mẫu nếu nếu mà ít em sẽ săn đều cho mọi người, chứ em không đọc tên cho ai cả nhá. Đọc tên bây giờ là mất lòng chị em, không có hàng. Bây giờ tình trạng là lỗi của em là không có hàng nên em không dám đọc tên. Chị nào ngày mai có đơn bên em sẽ lên đơn có bill cho mọi người, ít nhất là mẫu đấy ví dụ như nó mới có 10 cái. Em sẽ cố gắng chị đều cho chị nào, ví dụ chị nào 2, chị nào 3 chẳng hạn như thế nhá. Linh tâm là mình sẽ có được chưa? G6 cho em 125.000 thôi ạ. Đã mua con này là sẽ nghiện đến già. Màu đen, màu xanh nữa chị này. Màu trắng cho em này, màu hồng cho em này. Màu đen nữa chị này. Và màu này của em là màu nâu. 125.000 áo giữ nhiệt nó đắt tí thôi, nhưng mà mặc nó sang, nó xịn sò. Mặc không bao giờ nó bị xù luôn cho em nhá. Chất này không bao giờ bị xù đâu. Chất vải nó quá là đẹp. Và cái này là bao hàng Quảng Châu cao cấp cho các chị gái của em luôn. Đây cái hãng này hôm nay mới về thêm, L.O.R.D. Cái hãng xịn sò đối với áo giữ nhiệt luôn này. Lốt đấy. Đấy chị nhìn bên trong chất của em cho. Đúng là mặc lên nó ấm cả con người luôn các chị ơi. G6 của em 125 nhá. Áo này hơi đắt một chút xíu. Đâu có đắt đâu, giá trung bình mà.
giá trung bình này em vẫn đang bán cho các chị là G6 và đang vẫn đang bán là 125.000 một áo ấy. G6 đây em 125 nhá. Chị nào lấy G6 thì mình chốt là G6 cho em ạ, 125.000. Rồi em ơi, bộ chắc hôm nay em không lên được đâu ạ. Cho chị cái mã quần bò kia đi. Đi vào sau đi. Còn âm nữa à. Mình cũng phải thay đồ liên tục. Mình dưới là mình thay đồ liên tục. G6 đây em nhá. Con này em ơi. À con này lúc nãy có màu xanh đó chị nè. À màu khói. Con này em ơi quy mấy? Q52 149 Q52. Chị nào lấy Q52 thì mình chốt Q52 cho em nhá. 149.000 Q52. Q52 quần em mặc là Q50. Quần này các chị chốt cho em ấy là Q52 149 ạ. Q52 149 SML. Q52. Chị nào lấy Q52 thì mình chốt là Q52 cho em nhá. 149.000 SML ạ. Rất là sang và rất là đẹp ạ. 40 cân đến 55 cân các chị chốt đơn lúc nãy có màu khói. Nhưng lúc nãy là khói rách, còn bây giờ là xanh trơn, xanh xước nhẹ nhàng thôi. Quần này mặc lên để đẹp nhức nhối thôi. Q52 149 các chị gái nhá. Chị nào lấy Q52 thì mình chốt cho em ạ. 149.000 Q52 SML. Rất sang và rất là đẹp ạ. Size S các chị dưới 50 cân, M dưới 52, L dưới 55 cân mình chốt đơn. Quần này thì siêu đẹp cho em rồi. Đây các chị nên lấy hai cái, một cái màu khói và một cái màu xanh. Q52 nhá mọi người, tự nhiên là không thấy các chị bình luận, không biết là nó có bị ẩn không mọi người. Q52. Mọi người thấy có bị ẩn không ạ? 149.000 cho em chiếc quần này nhá. Chị nào mà thấy bị ẩn thì báo em nhá. 149.000 Q52 rất là đẹp luôn nhá. Chị nhìn cái dáng cạnh. Dáng này dáng dài hơn cái dáng em đang mặc. Quần nói chung là hàng đẹp luôn. 149.000 Q52. Chị nào lấy size nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Có set len. Có set len ạ. Rồi. Chị Nina một con luôn. Rồi chị nào lấy quần này mình cứ chốt là Q52 cho em nhá. 149. Rồi em có mã luôn nhá. Cho chị lên cái áo đi em. Q52 149 ạ. Ừ. Đấy. Áo này có ít được không? Áo này không đủ bán ấy. Áo len các chị này. Đẹp quá. Áo len các chị ơi, con này em kỷ niệm các chị nốt nhá. Con này em có mấy con thôi ạ? Con này em có 5-6 con các chị ơi. Mã gì đây cơ em ơi? A79 thôi em nhá. 79.000 A79. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. A79 79.000, áo kẻ là 135 ạ. Chị nào lấy A79 thì mình chốt là A79 cho em nhá. Áo này 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Cái gì? L123 79.000. L123, cái này em có ít. Các chị ơi comment lại mã cho em là L123 79.000 một áo ạ. L123 79.000 nhá. L123 79.000 đồng. Con này em có ít. Con này có 1 2 3 4 5 6 7 con. L123 79.000. L123 giúp em nhé mọi người. Sorry mọi người. Các chị comment lại giúp em nhé. Là L123 79.000 đồng. Đây. Chị nào lấy L123 thì mình chốt là L123 cho em nhé. 79.000. 40 cân đến 60 cân các chị cái chốt đơn em chất rất là đỉnh ạ. 40 cân đến 60 cân các chị nhé. L123 79.000 các chị ơi, mê ly cuộc đời chưa? Chất của nó thì siêu đỉnh siêu đẹp rồi. Đấy. L123 của em nha. 79.000. 79.000 mã L123. Cho chị cái màu này giống à? À con mèo. Mèo mèo mèo. Mèo mèo mèo. Con mèo ấy chị ơi. L124. 79.000 cho em nhá. Con mèo này xinh thế. 40 cân đến 60, 65 cân nhá. Chị chốt đơn ạ. À. Đấy, L124. Đây là màu vàng cho em nhá. Màu vàng này. Màu vàng, màu cam, màu nâu, màu xanh ngọc, màu đỏ. 135.000 N135. À N35. Con này các chị lướt cho em ấy là L124 nhá. 79.000 con mèo xinh nhá. L124 79.000. L124 cho em nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. L124. L124 79.000 đồng. Chị nào lấy L124 thì mình chốt luôn giúp em nhá. 79.000 mã L124. Chất rất là đẹp ạ. 40 cân đến 60 cân các chị gái chốt đơn. 79.000 L124. Chất sang, chất đẹp, chất xịn sò và chất là quá là mê ly.
L124 cho em nhá, 79 nhỉ. Ok. Qua mã luôn rồi các chị, mã này này, L124. 79.000. Các chị cái màu hồng đi. Màu hồng. Trời ơi. Con này các chị đi săn ở đâu có con này ạ? Con này em vừa bán, em vừa kỷ niệm các chị lại đẹp. Các chị mới chụp bỏ đấy. L125 cho em nhá. L125 em xin phép kỷ niệm con áo len này ạ. Mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ nhá. 79.000 L125. Chị nào lấy L125 thì mình chốt là L125 cho em nhá, 79.000 ạ. Chắc rất là ngon lành cành đào. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn ạ. Tay đính ngọc hết luôn cho em này. 79.000 con áo len này ạ. Đấy khách hàng ạ. Sướng nhá. Bên trong này xịn sò đó, 79.000 L125 giúp em nhá. Đây tay đính viền ngọc cho em màu hồng ạ. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. Màu nó rất là xinh. Đấy, 79.000 L125. Rất là rẻ đúng không các chị nhỉ? Đây. Các chị thấy nhìn cái viền cho em nhá, xinh nhá, rất là xinh gái như này mà 79.000. Mặc lên nó quá này không cần lo lắng về chất len đâu ạ. À hai màu ấy. Con này em sẽ có màu vàng và màu hồng nhá mọi người. Hai màu giúp em ạ, L125. 79.000 giúp em nhá. Em sẽ có cho các chị là màu vàng và màu hồng các chị gái ơi. Vàng và hồng thì mình chốt đơn giúp em ạ. À đây có cả màu vàng đây. Màu vàng và màu hồng nhá. Bây giờ em không biết là chốt cho ai đâu ạ. Mình cứ lên đúng mã, ngày mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình nhá. Được chưa các chị ơi? Màu vàng và màu hồng. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn em nhá. Đấy. Vàng và hồng ai lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy. L125 79.000 đồng ạ. Hai màu cho em nhá, tay vừa phải ạ. Rồi, chị nào thích vàng thì mình chốt vàng. Chị nào thích hồng thì mình chốt hồng cho em, nói chung là màu nào cũng đẹp. Màu nào này, màu nào sang. Đấy các chị thấy không ạ? Này cái tay bo luôn cho em này. L125 cho em nhá, 79.000, màu nào tây các chị ơi. À tây luôn. Kèm màu giúp em nhá, kèm màu thì càng tốt ạ. Em mình lấy màu gì mình báo với các bạn bên em cho dễ nhá. Có nghĩa là các chị lên màu, ngày mai cứ thấy màu là bên em gọi điện chốt đơn cho mình thôi. Quần chip em còn nhá. 79.000 L125. Đây các chị ơi, màu vàng của em nó này. Sang quá sang đúng không ạ? Đây các chị thấy màu vàng của em nó chưa? 79.000 đồng L125 của em ạ. Chắc rất là đẹp thôi. Như này bảo sao không yêu đúng không? Giá thì quá là yêu thương rồi, 125.000 thôi ạ. À quên. 79.000 L125 xít nữa. Xít nữa thì quên các chị nào, xanh nhỉ? Màu vàng của em đây. Màu vàng thì rất là tây rồi. Quá đẹp đúng không ạ? L125. Chị nào lấy L125 thì mình chốt là L125 cho em nhá. 79.000 L125. Rồi. Em qua mã này hình như còn chỗ đây đúng không em? Cho chị xe len đi. Con này còn mấy cái bán tặng đi. Con này hôm nay kỷ niệm giá sốc. Hôm nay chị nào xem livestream được mình chốt đơn con này L29 của em. L29 của em xin phép kỷ niệm 200 chị đang xem. Giá L29 nhá chị ơi. L29. Em xin phép kỷ niệm với chị con áo này. Mặc dù bị ném đá rất là nhiều nhưng mà thôi, hôm nay em vẫn xin phép kỷ niệm với chị con áo len này ạ. À. Em kỷ niệm với chị con áo này nhá. Đây là bây giờ các chị tức muộn rồi. Kỷ niệm với chị con áo len này luôn cho em ạ. L29 ạ. Em xin phép kỷ niệm với chị áo len này bằng một cái áo phông. 69.000. Chốt nhanh cho em còn đúng 10 con, em xin phép kỷ niệm nốt. Nói chung là kỷ niệm nhá, kỷ niệm thì gọi là mang tính chất là tinh thần thôi, chứ còn mang tính chất là tinh thần là chủ yếu đúng không các chị? 69.000 cho em còn 10 con thôi nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 con. L29 của em 69.000 đồng nhá. Nhanh tay thì được, chậm tay là hết ạ. Cái này nó hơn nhau ở chỗ bấm tay ấy chị. Bấm bàn phím ấy ạ. L29 cho em nhá. Chắc này thì các chị bao mê rồi. Chắc mê này quá đỉnh. Cái len nó mềm quá mềm ấy chị ơi. L29 của em và em xin phép kỷ niệm các chị bằng một cái áo phông người ta bán bình thường thôi ạ. 69.000 các chị đã sợ. Săn ngay được một con áo len xịt như thế này. 69.000 L29 của em gái nhá. Màu nâu nó rất tây, năm nay đang hit màu nâu ấy chị này. Đó, chị nào lấy con này mình có chốt là L29 và nghìn kèm số điện L29 nhá. 69.000 cho em ạ. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. 69.000 mã L29 ạ. Chất len thì bao đỉnh các chị ơi, nhìn kỹ chất len cho em, độ sang, độ mịn và độ xịn xò của chất len này em được chưa? Ok, em qua mẫu luôn các chị nhá. Con này áo này.
con này là áo đấy, áo vạn trùng đấy. L126 79.000 L126. Ai lấy con này mình chốt là L126 cho em nhá. 79.000 đồng L126 ạ. 40 cân đến 60 cân nữa chị chốt đơn nhá. VIP 18 em vẫn đang còn. L126 ạ, 79.000. Rất là đẹp. Màu rất là tây, em có 17 cái. L126 em các chị ngắm nghía đi ạ. Ai bán 79.000 ạ? Áo len vạn thùng hàng đỉnh ạ. Len vạn thùng nhưng mà kiểu kim sa ấy, hàng đắt ấy. Toàn những cái dòng len đẹp như này mà bán 79.000 L126 ạ. L126 vào kèm số điện thoại cho em nhé. K199 em hết hàng. L126 em xin phép tặng các chị 79.000 đồng ạ. Rất là tây đúng không các chị gái không? Xinh vô cùng. Đấy, xinh rất là xinh luôn. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn nhá. L126 của em ạ, 79.000 các chị nhá. Màu cho em là màu cam rất là tây, màu cam nhẹ nhàng, màu cam thanh khiết, màu cam yên bình ấy. Rồi, chị Kiều Quyên một con L126 ạ. Rồi, chị Hà Nguyễn một con L126 em chốt đơn nhá. Rồi, chị Trần Nguyễn một con L26 em chốt đơn các chị gái luôn này. 79.000 thôi các chị ơi. 79.000 nhá, xương xương nhẹ nhàng đẹp như này. Ok, chị Sam Sam một con em chốt đơn nhá. Con này em không về thêm đâu ạ. Nên tỷ số mình chốt đơn con này là khá là ít đấy. Nên là chị nào lấy nhanh thì mình lên mã nhanh ạ. Cỡ lớp tốt các chị mặc với quần bò cho em rất là xinh luôn nhá. Hoặc quần sóc da, chân váy da mặc luôn. Em luôn L126 ạ, lệ luôn. Bây giờ chị lấy em cái gì đây? Trời ơi, L126 nhá, 79.000. Rất đẹp quá. Rồi chị Sam Sam có luôn này. Cho em xin số nhá. Bây giờ đâu có thấy comment của chị đâu. Trời ơi, bây giờ mới thấy nè. Ok, bác ý luôn, bây giờ vẫn đang còn nhá. Rồi chị Bảo Tiên một con em chốt đơn ạ. Chị Bảo Tiên rồi. Chị Thương Hòa Lê em có đơn luôn, con L26 em ạ. Chị Hàng Lê con L26 ok đấy chị ơi. 79 cành một con áo len đẹp như này thôi. Đơn giản nhẹ nhàng đúng không các chị. L26 giùm em nhá. 79.000, à L126. Rồi chị con màu khác này. Ây, như con nhũ nhũ nha. Mấy con nhũ này có giống không? À, con này là chốc cơ mẹ. L127 đó chị ơi. L127 nhá. L127 79.000 ạ. Quá đẹp. Ai bảo hôm nay tự nhiên mình lại xinh như này chứ. L127 đó chị nhá, 79.000 đồng. Có ít con này em có mấy con. Lâu lâu mới có kiểu chốc cơ như thế này nhá. Lâu lâu mới về được kiểu chốc cơ xinh ấy. Ồ, lâu lắm luôn ấy. Phải như từ đầu vụ đến giờ chưa có cái mẫu nào chốc cơ luôn. Đó chạ, L127 69.000, à quên 79.000 giúp em nhá. Màu rất là tây. Sáng da tôn da. Mã số treo là L127. 79.000. L127 cho em nhá. Hết con này này. Cho con mới em ơi. Con này có nhiều không? Con khác à? Hay con áo? Áo bạn thử cho em luôn này. Con này em sẽ có màu cam và màu nâu nhé. L128. L128 cho em nhé. Cái này là crop em này. L128 có mấy cái? 79.000 mã L128 không chị ạ. L128 79.000 màu cam. L128 ạ. Chị nào lấy L128 thì mình chốt là L128 cho em nhá. 79.000 đồng. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn L128 79.000. Ai lấy L128 thì mình chốt là L128 cho em nhá. 79k, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. 79.000 cho em L128 ạ. Màu cam cho em ở ngoài là màu cái cam nhàn nhạt đấy. Không phải là cái màu cam tươi nhá mọi người. Ở ngoài là cái màu cam nó nhàn nhạt. Ok chạ. L128 chốt đơn em nhá. 79.000 đồng chất rất là đẹp. Hết xe len rồi em. Hết xe len hay váy len rồi á. Không phải hết nhanh rồi. 400 mấy cơ mà. L128 cho em nhá. 79.000 đồng L128 đấy. Chị nào lấy L128 thì mình chốt khẩn cấp luôn cho em. Chất len đẹp chưa. Hôm nay có cả mẫu cardigan mà còn chưa lên rồi. Chắc mẫu đấy phải ngày mai. L128 và kèm số cho em nhá. Chị đã lấy L128 đi chốt khẩn cấp luôn cho em nhá. 120 79.000 nhá. Con này là 79.000 L128.
Ok chưa? Phần khoác này, phần khoác này thì phân lại đã. L 128 cho em nhá, 79.000. Ừ, cái khoác là màu khác đấy. Ở dưới là màu, ở dưới là khoác. Rồi. L 128 cho em nhá. Đây lên con áo nỉ này các chị ơi. Con áo nỉ này rất là xinh. Rất là xinh và rất là đẹp luôn, con áo nỉ này của em nhá. Áo nỉ cho ăn. Rồi. Con này từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn con áo này cho em, cho chị mã con này, chắc con này có mã đúng không? Hàng em hàng VIP. Con áo nỉ cho em nhá, rất là ấm luôn. Đấy. N39 ạ, 175. Áo nỉ nhá. N39 175. Thì nào đấy N39 thì mình chốt là N39 cho em nhá, 175.000. N39 175. Áo nỉ nhá, dáng vừa luôn cho em này, sách có màu hồng. Màu hồng, màu kem, màu vàng. Màu hồng, màu trắng. Màu hồng, màu trắng. Màu vàng, màu nâu. Với giá bán tặng các chị là 175.000 nhá. N39 màu kem à. Em chị chốt cho em là màu này màu trắng này, màu vàng này, màu kem và màu em đang mặc là màu hồng nhá. Kem vàng nâu hồng. Đây các chị chốt cho em là màu này màu kem, màu này màu vàng, màu nâu và màu em đang mặc là màu hồng. 175.000. N39 ạ, cho chị mặc cái quần da trên dưới này. N39 em 175 nhá. Chất của nó rất là đẹp. Đây. Áo nghỉ cho em, hãng của nó là Emma, hãng này đẹp rồi. Không có hàng may nhé mọi người nhá. Yên tâm hàng 100% là hàng tàu hàng đẹp cho các chị thôi. Đấy cái mẫu này rất là vừa này. Em thấy mẫu của nó rất là vừa, nó không quá là rộng. Nó không quá là rộng mà nó không quá là dài lắm, vừa phải luôn cho em nhá. Chị nào lấy áo nỉ thì mình comment cho em là N39 á. 175.000 một áo á. Cái này em có tổng cộng cho chị là 4 tông màu. Màu hồng, màu kem, màu vàng và màu nâu ạ. Các chị ơi, mỗi chị đi qua chấm bài, chia sẻ bài giúp em nha. Đây, xinh như các chị ơi. Sang, xịn mịn và đẹp đúng không? Áo sô là áo gì ạ? Áo basso á chị em là áo gì? Áo basso hay là áo gì ạ? Có chị nào thích con này không? Không thì em sẽ qua mẫu luôn nha. N39 của em nhá. Rồi ok em qua mẫu cho các chị luôn này. Cho chị mẫu này lên nhá. À cái con H7 là mình còn màu đỏ màu trắng à. H7 các chị ơi. Mà H7 còn 2 con này thôi à? H7 đây em nhá. Không có sơ mi trắng đâu. Có màu trắng và màu đỏ cho em mã H7 này. Chị nào lấy H7 mình chốt là H7 cho em nhá. 119.000 mã H7. Ai lấy H7 thì mình chốt là H7 cho em nhá. Con này còn ít mà. H7 à đây. Trắng đỏ cho em hết hồng, còn nâu. À trắng còn một cái hồng. Đâu nâu là của mã khác rồi. Cái này còn 2 màu thôi hả? Cái này còn 2 tính kìa. Đấy, còn 2 cái trắng được cái áo thôi. Cái này em còn 2. H7 cho em nhá. Trong đây này. Chị nào lấy H7 mình chốt là H7 cho em nhá mọi người. Với giá là 119.000, bây giờ em còn đỏ và trắng thôi. 2 màu nữa là hết đi mọi người. Còn có mấy con thôi, áo này xinh lắm. Áo này màu siêu xinh luôn, H7 của em. Đấy, chị nào lấy H7 mình chốt cho em nhá, màu trắng này. Với giá là 119.000 mã H7. Xinh vô cùng. Không, mẫu đấy là em hết. Mẫu đấy là mẫu đỏ, em để còn một vài cái em bán tặng các chị thôi. H7 của em xinh ạ, 119.000 mã H7 nhá.
Ai lấy H7 mình chốt là H7 cho em là kèm số điện thoại là ok. 119.000 mã H7 xinh vô cùng. 3 trắng 2 đỏ là hết. Con em không về thêm, nếu mà về thêm thì phải đợi mấy hôm nữa. Ở trạng 119.000 con này rất xinh, bánh bèo đơn giản nhẹ nhàng, tay bồng nhẹ. Serving cũng đẹp, mặc tháo buông cũng đẹp, nói chung là mặc với cái gì cũng xinh. 119.000 mã H7 nhá. Chị nào lấy H7 mình chốt là H7 dùm em, bánh bèo này. Đơn giản nhẹ nhàng rất xinh đúng không ạ? Các chị nhìn cái kẻ vân cho em này. Mọi người thấy chưa, cái kẻ vân của em nó rất là sang đẹp như thế này. Phần nách vừa phải luôn cho em nhá. Đấy, 119.000 mã H7. Hôm qua chị nào mà chưa săn được thì mình chốt lẹ tay nhá. 119.000. Chị nào lấy H7 thì mình chốt là H7 cho em nhá. Ai H7 thì mình chốt là H7 cho em nhá. Có chị nào thích mã này không? Rồi, thế thì em sẽ qua mẫu luôn nhá. Để hạ màn luôn. Bây giờ các chị muốn lên cái gì đây? Mọi người ơi, bây giờ mình muốn lên cái gì đây? Cái gì nào? Các bạn ơi, cho một lời ý kiến nào để em lên. Bộ thể thao em có, nhưng mà đợt này nó hơi hiếm. Nó hơi hiếm hàng, chỉ phải 2-3 hôm nữa cơ. Bộ thể thao hàng đẹp thì rất là hiếm. Còn hàng may nhái nó may nhanh lắm. Nó may ngày nay, ngày hôm kia nó có hàng. Nhưng hàng đẹp nó phải may mấy hôm. Thật luôn. Hàng đẹp nó phải may 2-3 hôm. Không 2-3 hôm không có đâu, 4-5 hôm. Tùy từng cái mẫu nó cầu kỳ. Cho chị một mã quần chip em ơi. Cardigan còn chưa làm mã được. Mai, cardigan phải mai ấy chị. Thực ra là bây giờ mà bảo là mua hàng may, em hết hàng rồi, cho mẫu đấy cũng được. Hàng may thì em hết hàng, quên, cái gì nhỉ? Cái set len em hết hàng rồi. Còn đâu là khách đặt hết rồi. Con này màu cam ấy. Xe à? Cardigan dáng dài cho em nhé. Xe mày. C22. Con này màu rêu còn ít không em? Nhiều không? Mười mấy cái. Bán tặng các chị con áo khoác này luôn. C22 89.000. 89.000 C22 nhá. Khoác len cardigan dáng dài. Chị nào lấy C22 thì mình chốt là C22 của em cho chị xem nào. 89.000. C22. C22. Đấy, chị nào thích con cardigan này thì mình chốt là C22 cho em nhé. Rất là điệu đà, cá tính. Các chị bằng váy mình khoác áo khoác ở bên ngoài. 89.000 C22. Chắc rất là dày luôn cho em nhé. Đấy, chị bốc tin nhắn hộ em nhé. Đây, các chị nhìn cái tay lên cho em này. 89.000 C22, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn nhé. Chị nào lấy C22 thì chốt khẩn cấp luôn cho em ạ. 89.000. Màu tây chưa? C22 89.000. Ok, VIP 18 và L22. Ok chị gái luôn. Còn chị nào thích con này mình chốt là C22 cho em nhé. 89.000 màu rêu ấy chị ông ưa. Ông ưa màu rêu à? Cái màu kem kia là gì em? Đây thì em còn con này các chị này. Con này là có mũ nhá. C23. Chị Hằng Nguyễn ơi, chị mua xỉ là mua lẻ đây. Chị không cầu em không chốt đơn nhá. Chị đặt hàng từ nhiều, từ trống rất là nhiều mà. C23 các chị có mũ này. 89.000 cái C23. Đấy, có cái quả lông ở trên đầu. C23, 89.000 C23 nhá. Chị nào lấy C23 thì mình chốt hộ em. 89.000 quá rẻ. Em bao giá cho các chị. Mình đi tham khảo ngoài anh thế. Đi đâu cũng thế, không bao giờ mua được con này 90.000. Len bây giờ ít nhất nó mua là 170. Ít nhất cái dòng khoác len bình thường năm ngoái bán có 130, năm nay nó mua 170. Tại vì năm nay cúc cao, vải cao, chắc chắn là hàng tiền hàng cao, đặc biệt là giá nhân dân tệ nó cao. Nó cao một cách chóng mặt luôn. C23 cho em nhá. 89.000 đồng. Cái màu này là màu rêu, rêu đậm ấy ạ. Không phải cái màu này hơi chìm nhá mọi người. Màu C23 của em là màu chìm. Đây các chị nhìn kỹ cái màu C23 của em ạ. Đây là màu chìm nhá mọi người. Màu đây là giống như kiểu màu chì ấy, màu rêu chì ấy. Đây. Nó cái kiểu màu đậm đậm, nó không phải là tông màu rêu nổi nhá. Đây các chị thấy màu rêu của em chưa? Chất len của nó thì quá là đẹp. Đây em còn nhiều mẫu ong gió cực kỳ. Em dùng số 208 ạ. Hay là chị dùng ngân hàng, bảo em dùng ngân hàng gì ạ? Váy len em ơi, V mấy nhỉ?
con này body cho em nhá. V30 95.000. 40 cân đến 58 cân nữa chị chốt đơn mã V30. Chị nào lấy V30 thì mình chốt V30 cho em nhá, 95.000 này. Đấy, chị nhìn cái phần bèo cho em nhá, xinh ngất ngây chưa ạ? 95.000 đồng V30. Ai lấy V30 thì mình chốt là V30 cho em nhá, 95.000 V30 ạ. Chất của nó là đỉnh luôn. Con này em có chục con là hết, chưa đến chục con là em hết hàng nhá. V30. Chị nào lấy V30 thì mình chốt là V30 cho em nhá, 95.000 đồng. Váy này, váy body nhá mọi người ơi. Con này nó chỉ có 55-56 cân đi ạ. 55-56 cân mình chốt đơn em con váy này nhá. Váy len, dáng này mặc lên con này đẹp lắm. V30, 95.000 đồng. Bây giờ hiếm những cái dòng váy len như này lắm luôn nhá mọi người ơi. Mình có thể mặc trong và các chị khoác áo khoác ở bên ngoài rất sang ạ. 95.000 cho em nhá, V30. Con này em có ít nhá. Chị nào lấy V30 thì mình chốt là V30 luôn cho em ạ. Rồi em biết chị chốt như thế rồi, nhưng bây giờ vấn đề là chị cứ cọc cho em đi ạ. Tại vì hóa đơn trên 500 đều phải cọc mà chị ơi. Đây, V30 của em 95.000 nhá, mềm nhức nhối. Nhiều lắm, hôm nay chị làm nhiều. Từ hôm qua đến hôm nay không biết là các bạn đã gọi điện chốt đơn cho chị anh như nào rồi. Ừ đúng rồi, nhìn giống, nào nào giống. Con này là C mấy em nhá, C11 à? C3. Quần này là C3 cho em nhé mọi người ơi. Quần này là C3. Quần này các chị chốt cho em, cái này là C3 cho em nhé. 89.000 năm quần, đẹp nhức nhối. Con này hôm nay bí lắm này. Này bí lắm, không biết quần áo đi đâu, em phải lấy một lố em mặc luôn các chị. Mặc nó sướng, co giãn thoải mái. C3 cho em nhé, 95.000 10 quần. À quên, 89.000 năm quần. Quần chip Muji hàng đẹp mã C3. Chị nào lấy C3 thì mình cứ chốt là C3 và kèm số cho em nhé. 89.000 năm quần. Chỉ 5 quần thôi nhưng mà đẹp quá chị ơi, đẹp nhức nhối, chất co giãn ạ. 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn. Và các chị nhìn kỹ chốt cho em bên trong này. Đấy, 65 cân thoải mái luôn cho em mã này nhá, C3. Chị nào lấy C3 thì mình cứ chốt là C3 cho em nhá, 95.000. Mê nhỉ? À quên, 89.000 mê nhỉ các chị nhỉ. C3 của em nhá. Ok, chị Thùy Trinh một hộp này. Chị Kiều Queen một hộp này, chị Jolie Vũ một hộp luôn. Ok ạ. Chị nào chưa có số mình nhớ bổ sung số để ngày mai bên còn điện chốt đơn cho các chị xinh gái nhá. Rồi, bên trong tất nhiên là phải có than hoạt. Bên trong là phải lập một lớp lót là than hoạt tính rồi. Để làm sao ngấm mút mồ hôi và làm sao bảo vệ cơ thể đúng không ạ? Cái này thì các chị đã quá quen thuộc khi mình mua đúng không? Ok, chị ăn bích một hộp, chị ý 10 hộp này ok luôn. C3 của em nó quá là đẹp rồi các chị ơi. Melly cuộc đời nhá. Ok, chị fit trang một hộp luôn này. Cái này em bán từ một hộp, em không bán lẻ đâu ạ. Đấy, chị nào ưu thích thì mình lên mã cho em là C3. Đấy, chị kiếm màu lên vàng kia ơi. Có lên vàng đủ màu đấy, lên vàng sọc vàng. C3 ok, chị thương đoàn một hộp luôn này. Nói chung con này mà không sướng á chị cứ trả lại em thôi mà. Bên trong thì mặc nó sướng tuyệt vời rồi. Chất nó co giãn thậm chí là 65 cân các chị vẫn vừa, là các chị biết độ co giãn của nó như nào rồi. Được chưa? Rồi con này hôm qua là mã gì nhá? Con này xinh gái này. Ok, chị Duy Hồ một hộp luôn. Một hộp em sẽ là 5 quần nhá mọi người ơi. Ôi con áo này đẹp quá. Hôm qua có mã rồi em. C3 cho em các chị nhá. Áo gió nam bây giờ hỏi chị hỏi cái mẫu chung như thế em không biết trả lời luôn. Ok, chị Vin đá nhỏ một hộp. Chị Hoàng Bín, chị Vi một hộp luôn. C3 89.000 cho em ạ. C3 cho em nhá, 89.000. Áo của em mặc em phát cái giá mà các chị hết hồn chị mày luôn. Áo này xinh đấy. Chắc chắn áo này em để lại một con em mặc rồi. Ok đấy chị ơi. Được chưa? Áo quần chip này là C3 giúp em nhá. 89.000 năm quần. Đẹp lắm, con này đẹp, hàng xịn đấy. Khách hàng toàn mua là 27.000 một cái. 27.000 một cái ạ. Không chị ơi, đợt này bên em không kiểm tra hàng đâu. Tránh trường hợp cứ toàn mất hàng thôi. Đây hôm nay em khui hàng bom đấy. Gửi cho khách hàng một set mà nhận về có mỗi cái quần. Bây giờ em biết bán cái quần cho ai. Hay các chị ơi. Thế là khách hàng quần Q51 thì em không rõ nữa cơ. Mã quần đùi thì không còn sai. Đây nha, khách hàng mua chị đấy là mua 27.000 này nhân 5 quần này. Một hộp là 135.000 mà bây giờ em bán 89.000. Tự nhiên tiết kiệm với chị, tiết kiệm là 50.000 luôn. 46.000 đi. Cứ cho như là các chị tiết kiệm là 46.000. Đấy, chỉ cần mua một hộp quần chip em đã tiết kiệm được từng đấy tiền rồi. Thế thôi các chị mua 4 năm sản phẩm tự nhiên mình tiết kiệm được mấy trăm, đỡ phải ra ngoài shop mua mà hàng như thế nhá. Thế là em cũng thích mở shop tại vì shop bán đắt hơn. Em shop được bán cao hơn rồi mà. Bán ở shop thì nói chung là chẳng hơn. Bán ở trên line thì các chị đã biết hàng như nào rồi. Shop có nhiều là phải bán lại gấp đôi so với bán live các chị. Tại vì shop nói chung là mất nhiều chi phí này. Tiền mặt bằng, tiền nhân viên, tiền thử đồ. Tiền thử đồ nó phải cộng hết chứ. Tiền đèn, điện ánh sáng cả ngày. Đấy, là nó cứ thành phẩm nó cộng thêm giá tiền cho các chị thôi.
Ở shop em vẫn bán con này vẫn 25.000 một cái, 25.000 một cái quần như này ok. Ừ. Một hộp vào 5 cái cho em nhé. Một hộp vào 5 quần ạ. Con này là mấy em nhỉ? Con này là L gì nhỉ? L101 cho em ạ, 89.000 áo len ép. L101 cho em nhá, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. Mã số cho em là L101. Chị nào lấy L101 thì mình chốt là L101 cho em nhá. Em ơi xả hộ pin cho chị ạ. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn cho em ạ. 89.000 mã L101 cho em nè. Màu vàng các chị nhá, màu đen, màu xanh. Màu xanh dương, màu xanh lá, 89.000 mã L101. Con này nó siêu sang và siêu đẹp ạ. Ai bán dòng những cái dòng len đẹp mà phong cách như thế này mà 89.000 các chị ơi, mặc lên cái chất len nó đã quá là đẹp rồi. L101 cho em nhá, 89.000. Từ 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn cho em nhá. Ok chưa? Giờ ok chị Hằng Nguyễn một con màu đen. Xương xương nhẹ nhàng đẹp như này các chị ơi, em thích màu vàng. Và màu lên nó rất là tôn da sáng da. Ok chị ý 5 đen 5 xanh lá này. Chị lại không hợp với màu vàng nữa rồi à? Kỵ màu vàng rồi à? L101 cho em nhá, 589.000 đồng, vừa rẻ vừa đẹp. Kiểu nó hơi lạ lạ cá tính một chút xíu đúng không các chị ơi? Màu vàng cho em các chị nhá. Màu vàng, màu đen cũng không còn nhiều đâu. Màu này là màu xanh dương này. Màu này màu xanh lá, màu xanh dương. Màu xanh lá, màu đen và màu đen là bằng là màu vàng. Hai màu nó xanh cũng xem nhau nhá. Rồi chị Thảo Huy một con ạ. Rồi chị Thảo Huy một con vàng, em thấy màu vàng xinh mà tự nhiên mọc luôn một cái kiểu như nó sau không nó mọc ở giữa trán này nhỉ. L101 cho em nhá. 89.000 mã L101 xuất sắc. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn em qua mã luôn nhá. À thế à. Khách lại đổi ý. Khách chết. Khách như thế này toang. Con này các chị ơi, D20 của em còn đúng mỗi một màu. 149.000 D20 nhá. Màu hồng. Em yêu màu hồng hồng. Áo khoác này họa bán 200 đây. Khoác lên bông nhà em là hàng Quảng Châu. Các chị đừng so sánh với hàng may nhá, tội. D20 của em 149 D20. D20 149 ạ. 40 cân đến 60 cân nữa chị nhá. 149.000 D20. Chị nào lấy D20 thì mình chốt là D20 cho em. 149.000 D20. Rồi ok chị ăn mix một con màu vàng, con này ấm lắm. Con này nói chung là ấm chân tuyệt vời. Hàng lên thì em để mà miền Nam không mặc được. Nóng không chịu được. Thật ra là nhiều hôm chị nào mà ra miền Bắc mình chơi á. Ra miền Bắc mình chơi tự nhiên miền Bắc có những cơn mưa và những cơn lạnh thấu bút da thịt, các chị mặc cho em những con đấy vệ sinh nhỉ. D20 của em nhá, 149.000 D20. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn ạ. Áo cổ lông, áo cổ lọ lông vũ không em? Áo cổ lọ mà lông vũ ạ. Em đâu có áo cổ lọ lông vũ ta. Rồi chị Dương Trinh D20 em chốt đơn nhá. Chị nào lấy D20 thì mình có chốt là D20 cho em ạ. 149.000 khách hàng ơi, xinh đúng không? Rất là xinh gái luôn, mặc con này xinh luôn, xinh gái ngất ngây. 149.000 D20. Chị nào lấy D20 mình chốt là D20 cho em nhá, 149 ạ. Cái này các chị từ 40 cân đến 60 cân các chị ơi. Rồi chị Thùy Dương một con ạ. Các chị cứ đi so sánh giá đi ạ, những hot girl ấy ạ. Người ta để về dáng hình các thứ người ta chụp ảnh ạ. Người ta bán con này bao nhiêu? Có phải là 180-200 không? Chắc chắn là điều như thế cho em và hàng Quảng Châu giúp em nhá. Không phải hàng may nhái hàng như nào đâu ạ. 149.000. Lông này có cả hàng may đấy, hàng may thì nhìn cái lông nó rất là ghê ấy. Cái lông nó cứ sồm ấy. Đây các chị nào nhìn cái lông này em là các chị đã biết rồi, nhìn cái lông áo tay bo viền màu hồng cho các chị luôn. 149.000 D20. Rồi, chị nào lấy D20 thì mình chốt là D20 cho em nhá, 149.000. Ôi Meli cuộc đời. Meli cuộc đời là có thật các chị nhỉ. D20. Bên trong lại có cả túi á, phân biệt với hàng nhái nhá. Hàng nhái bên trong không bao giờ nó làm túi đâu. Tự nhiên làm thêm cái túi tự nhiên nó mất thêm tiền. À. Có một cái mẫu baby doll không nhỉ? Một cái mẫu áo kiểu có màu trắng màu kem baby doll ta. D20 cho em nhá, 149 ạ. Trắng với màu kem cho chị bọn. D20 nha các chị ơi. Chị nào lấy D20 thì mình chốt là D20 cho em ạ. Thôi để mai đi. Mai các chị đồ đông đủ em báo luôn. D20 cho em nhá. Hóa đơn trên mấy trăm tặng thôi. Mất sức rồi.
Hương ơi, lấy hộ chị cái chai nước dưa hấu ở trong tủ ấy. D20. Đây là áo kiểu à? Rồi em suy nghĩ nhá. Suy nghĩ lên cho các chị đây nào. Ok. Ơi, như có mẫu nào ở trên kệ ở đây. À lên, cho chị con áo da lộn đến được, con áo da lộn đến xinh mà. Không, con áo da lộn đây này, con áo da lộn F9 này. Ơ con đấy còn nhiều không? Cái con kaki đấy còn nhiều không? M15 này, con này nhà mình còn bao nhiêu nhỉ? Mình còn mấy cái, giá bao tiền ta? Con này ấm lắm ý mọi người. Con B15 của em ấm siêu đỉnh luôn. Con này như là, con này là áo của em nhá. Ôi trời ơi. Con này 60 cân đấy chị ơi, vẫn vừa, đẹp quá. Con này là áo của em đấy. Nhưng mà hôm trước em thấy một cái đẹp quá, thế là lấy mặc. Không chốt được các chị, tự nhiên hôm sau nó về. Chị nghĩ nhầm thôi. Có tiền, lộc. Lộc cô. 349.000 các chị ơi, B25. À B15 à? Áo này của chị mà. B15 cho em nhá, 349.000 một con áo phao siêu ấm. Áo này phao siêu ấm ấy chị ơi, nhìn là gọi là con này ví dụ như buổi tối ban đêm lạnh lạnh ấy ạ. Các chị ra ngoài đường mặc cho em quần đùi, các chị khoác con này siêu ấm luôn, không cần ôm người yêu đâu. Mặc con này không cần ôm người yêu nha các chị ơi. B15 của em đúng không? 349.000 áo này của em đấy. Đấy các chị đang móc ra là khẩu trang. Tiền. Tại vì áo này của em nhưng áo này vẫn đang có hàng mới. Áo này em có độ tầm 5 con thôi. B15 nhá mọi người nhá, 329.000. À 349 á. Ấm cực ấm luôn. Phao đúng là phao hàng Quảng Châu, sờ vào nó mê ly. B15. Ok chị Linh. Em thường xả vào hôm thứ sáu buổi chiều. Thứ năm hoặc thứ sáu nha các chị, chiều. Áo phao đẹp lắm nha. Ok chị Linh. 349.000 con này ấm, ấm phải biết. Có dạng B15. Chị nào lấy B15 thì mình chốt là B15 đi. Nặng quá. Em thường ấy vào hôm thứ 5, thứ 6. Năm thứ 6 thì mới có thời gian thôi, chứ cả tuần không có thời gian. Mua cái mấy cái áo nào mà ưng quá trời. Ok chị Linh. Con kaki đây. Con kaki này em còn ít này, hình như còn chỗ đây. Bên em gửi thừa chị một cái áo, làm sao trả được em. À, tặng chị một cái áo len màu xanh hay sao á. Chị xem có đúng là sản phẩm hay không, tính tiền không. Con này cho em nhé mọi người. Ô, con kaki này rẻ thế. Con kaki này chưa có mã em ạ. Con này xinh á chị này. D50 cho em nhé. Có màu kem và có màu đỏ ạ. Trời ơi. Em báo giá chị ơi, chết rồi con này. D50. 169.000 D50. Quá đẹp cho một áo kaki này rồi, chắc không còn sức để lên áo ôm đâu chị ơi. D50 của em nhá, chị nào lấy D50 thì mình chốt là D50 cho em ạ. 169.000 áo kaki kéo khóa như này, chết rồi ông giáo ơi. 60 cân các chị, chốt đơn hai màu cho em xinh nhở. Các chị ơi thấy rất là xinh đúng không? Cái mặt nó này. Kéo khóa cho em này. B nhá chị ơi. Ánh sao đêm lung linh. B chị ơi, B. Không phải tặng. D, mã này là D, còn mã kia là B ạ. Không phải tặng áo phao. Không phải tặng đâu, áo phao nam mà chị đặt một cái màu đen mà chị nhận trong đó có hai cái luôn. Thế hai cái đấy có thu tiền của chị không? Hay thu một cái, hay thu hai cái? Nếu thu hai cái thì chị gửi lại cho em, còn nếu thu một cái thì thôi em, quả này con lần đi đời với em rồi. Đó làm đơn linh đúng không?
Chết. Em bảo nha, chị bảo cho em. Thiếu. Có nghĩa là chị đã thanh toán tiền hai cái. À chị thanh toán tiền một cái nhưng gửi thừa cho chị một cái. Hay chị đặt một cái mà em gửi hai cái, vẫn tính tiền hai cái để em đi đường em xử con này. À chết với tôi rồi. Gửi thiếu một em bộ đã làm sao túi được không nhỉ? Chị mau tin nhắn cho em đi. Mấy bọn này dạo này nó đang não cá vàng với em chết rồi. Có chương trình không, tùy từng hôm ơi chị Thanh Nhã ơi, tùy từng hôm thôi ạ. Không phải hôm nào cũng có, không hôm nào cũng có cho em chết luôn. D20 đấy chị ơi, quá đẹp. Đỏ và kem đây 169.000 áo kaki nhá, rẻ quá. D50 chị nào lấy D50 màu nào mình chốt cho em màu đấy, hai màu đỏ và kem ạ. Bếp. D20 nhá, à D50 màu đẹp quá. B15 em không có màu khác, chị ánh sau đêm thôi. Đen quá đẹp luôn. Ánh sau đêm lung linh trong đêm. À chết, con lần này mới chết chết rồi. Chị đặt một cái mà gửi hai cái, còn tiền thì tính một cái em thôi. Con này, con này mới chết với tao luôn rồi. Con lần ra đây. Ở đây con lần nó đi luôn với em. Con làm đơn cho chị, nó con đi luôn với em. Ngày mai nó sang đây rồi. Chết rồi. Đền cả tháng con ạ. May là chị thật nha, chị còn bảo như thế nha. Rồi con lần ra đây. Sang đây em ơi, sang đây chị bảo. Mày chết à, mày dám làm. Khách lấy một cái mày gửi cho khách hai cái, yêu thương khách như thế à. Em lấy con baby doll này chị. Cho em con này chị xem mã. Ôi may là chị thật nha, may là chị thật, chị còn bảo như thế nha. Có nhiều khách khác nha. À thế thì chị Mai Tuyết Phạm inbox tin nhắn cho em với. Có nhiều khách khác nha, nếu mà thừa một cái là không bao giờ nói đâu. Toàn để dùng thôi, thiếu mới bảo, thừa không bao giờ nói. Ok chị Linh Linh, rồi em đang ghi lại bình luận của chị đây. Mai con chất trở với tao. Chết chưa. Mày dám gửi thừa cho khách của tao một cái à. Quả này đền ốm luôn ạ. Rồi baby doll cho em nha. H6 bao nhiêu tiền đấy chị nhỉ? 1.15 à. H6 cho em nhé. H6 ạ. 115.000 mã H6 ạ. Em sẽ có cho các chị tông màu kem. Tông màu kem và tông màu trắng ạ. Tông màu kem và tông màu trắng. Rồi ok em tặng chị cái đấy luôn. Để con Lân bù tiền cái đấy cho em. H6 đây em nhá. Thôi chị không cần gửi đâu, em tặng chị cái đấy. Còn để nhân viên em bù tiền cái đấy cho chị. H6 đây em nhá. 115.000 rất là xinh. 40 cân đến 60 cân. Đấy. Chị nào em bảo nhá mọi người. Chị Hằng gì vậy? Chàng Nguyễn. Còn từ nay nhá mọi người ơi, chị nào mà nhận được hàng ấy ạ, thiếu chị phải bảo em, thừa chị bảo em, thừa em tặng cho chị cái đấy. Được chưa ạ? Em là mình cũng không phải lo. Thừa bên em sẽ tặng cho chị cái đấy luôn. Nhân viên tự nó bỏ tiền lương của nó mà trả cho em. Đây. Theo tôi luôn cho em đẹp này, đang có hứng bán tự nhiên con lên ra đây. Còn những cái con khách khác thì sao? Những chị khách khác thì sao? H6 rồi em nhá mọi người nhá. Thôi tập trung bán hàng. Còn đến mai tao giải quyết xong. Màu trắng và màu kem các chị ơi. Đây. Thôi chết con này nữa rồi, 300-400.000 liền. Chị nhắn trên bếp mà chắc nhiều tin nhắn chưa trả lời. Áo đó 300-39. Hay sao hả? Chị nói để bên em để ý hơn ý. Chắc do đơn của chị nhiều nên bạn ý lộn mẫu. Ủa thế là lộn mẫu hay như thế nào chị? Gửi thừa à? Gửi thừa hay là lộn mẫu chị? Em không biết nhưng mà nó gửi thừa chị một cái, nó không tính tiền là thôi xong, nó xong đời với em rồi. Rồi qua đây 400.000 đâu ít, 340. Đây là từ sau ấy mọi người, các chị nhận đồ hàng mình kiểm tra hàng xem đúng thì các chị mình ấy. Còn nếu mà thừa hay thiếu em sẽ thừa thì bên em sẽ tặng các chị cái đấy luôn nếu mọi người nói. Còn thiếu bên em cũng tặng bù thêm các chị luôn, được chưa ạ? Mã số cho là H6 cho em nhá. Thừa nhá các chị nhớ bảo em nhá. Đây các chị ơi, H6 của em này. Đây các chị ơi ạ. Nhìn cái phần thô cho em này. Nhìn thô quá chị nhá, nhìn cái phần thô cho em con này, 115.000 xinh quá đúng không? Màu kem và màu trắng em nhá, màu kem và màu trắng. Màu kem và màu trắng các chị ơi, rất là xinh như này, H6 của em, xinh lắm. Cái dáng này các chị sơ vi được đấy, nó là cái dáng H7 của em á. Sơ vi vào đường nhá. Đây sơ vi là nó kiểu bèo bèo như này các chị này, nó hơi giống này, phần cổ thêu này. Chất thô đẹp lắm, mềm mịn, ôi là mềm. H6 115. Chị nào lấy H6 màu nào mình chốt em màu đấy nhá, 115.000. Ok chị bảo tiêm một con H6 màu trắng ạ.
ok chị Đỗ Thị Loan mỗi màu 3, ok chốt đơn. Mai gửi mai gửi hàng về nhé chị ơi. Bây giờ không biết lên cái gì này. Cậu lúc này em dồn công lực em nó nhiều quá bây giờ em. Chưa chị ạ. Lấy mày. À cho em cái xe áo chị ơi. Nó sẽ đi lấy áo sơ mi đấy. Chị lờ thanh có hết 6 đủ màu à? Không có kiểu mấy đâu. Có tiền là có hết. Trường. Xe này mới có 5 set rồi. Không có nhiều, chốt 5 set thôi. Anh sao đều lưu đi sắc sẵn là mẹ yêu. Con này em gái ơi, à quên. Hết 7 rồi em. Không có sơ mi đâu chị, hiện tại bên em hết sơ mi. Nhưng rồi. Mà em nói thật đấy ạ. Nhiều chị nhá, mọi người ạ. Những cái vấn đề cứ thiếu một lần. Không dùng đơn được à? Lần đầu thiếu, lần sau cũng cứ bảo thiếu mọi người. Em không biết là nhiêu nào. Nhưng thực ra ở nhà em các chị đều bỏ rất là kỹ, đếm số lượng kỹ lắm. Có camera các thứ ấy. Nhưng mà thôi khách hàng cứ bảo thiếu rồi nhiều khi mình cứ phúi phúi. Mình cứ phải chuyển khoản lại cho khách. Không khách lại bảo nhà em làm ăn kiểu thế à. Trẻ mà bố láo. Con này hát mấy em ơi? Hát 8 đi các chị. Con xe áo này đang buôn ở ngoài chợ là 200. Thôi em kỷ niệm nốt các chị con này. Áo phông giày em hết ạ. Nên không bộ bộ. Thật sự là đồ bộ dài tay á. Bây giờ còn mỗi size to. Cái hàng may, hàng rẻ thì đầy ra. Tầm bán 140 một bộ thì quá nhiều. Nhưng mà chất ấy nó bị xù lông. Còn chất u mì lì phải mấy hôm nữa các chị ơi. 2-3 hôm nữa nhá. Em cũng muốn về bộ đồ đó các chị ấy chứ. Nó kêu là thử lòng gì đó. Gửi thử lòng khác. Rồi, mang ra đây, 340 của tao. Rút ra đây. H8 các chị ơi. 170.000 cả set cho em nhá. Set này đang buôn ở ngoài chợ là 200. Bay cứ thừa, đóng thừa cho khách đi. H8 các chị ơi, xinh quá. 170. 55-56 cân các chị chốt đơn, còn đúng 5 set ạ. H8 170 ạ. Coi em không về thêm nhá. Cả set ạ. Bên ngoài là sẽ là một cái áo ghi lê dạ này. Bên trong là cái áo sơ mi, yêu ơi là yêu luôn. 170.000 set này các chị mặc với chân váy cũng đẹp. Mặc với quần da cũng đẹp, mặc với cái gì cũng đẹp. H8 của em nhá, 175, à 170 chứ. Em có 5 set thôi, em không có nhiều đâu. Set này ở ngoài chợ đang bán buôn là 200. Ở thị trường là 280-300 một set. Em kỷ niệm các chị 170. H8. Bạn hát con mình thả tim. Và like liên tục, nó bảo cô này giống cô giáo dạy tiếng Anh của con quá. Úi giời ơi. Em cảm ơn chị yêu. Ước mơ của em là được làm cô giáo ạ. Ước mơ của em là được học cô giáo nhưng dòng đời xôi đẩy em lại đi bán quần áo các chị ạ. Vâng. Em cũng muốn là trở thành một bác sĩ như kiểu bố em thích nhưng mà thôi lại đi bán quần áo. Cứ làm đẹp cho đời các chị ơi. H8 các chị nhá. H8 ạ, đẹp quá. 170.000 mã H8. Rồi, ok em có mẫu nhà. Ôi bé bây giờ mà còn thức khuya nhỉ? 11:30. Bé bây giờ thức khuya. Mấy đứa nhà chị? À quên. Mấy đứa nhà chị tức là gần 12 giờ nó mới đi ngủ. Ok chị lợi 2H8 này. Rồi chị Hoàng Yến chị Vi một set ạ. Nhưng bạn ý tư vấn nhiệt tình lắm. Thế chị trả thế nào vậy em? Thì bây giờ chị lại thương lượng với nó thôi. Nó được cái là tư vấn khách là nhiệt tình không? Nó bị đoán mà. Con ấy ra đây với em, nó chất với em. Trả lần nữa. Trả lần nữa ai? Người thiếu thừa cho khách luôn. Này chưa thấy trường hợp nào khách bảo thừa nhá. Có mỗi trường hợp khách bảo thiếu khách lên ầm lên. Còn thừa chưa thấy khách nào nói. Không biết có thừa hay không. Ok chị bác ý 5 set này. Nói thì giờ cái tư vấn rất là kỹ. Mà hay đoán. Rồi. Chị nào lên H8 thì mình chốt H8 này em nha. Xanh nhận. Mua bộ thể thao mà gửi hàng size 4XL. Hai mình mà có khi vẫn vừa. Thế chị inbox tin nhắn em gửi cho. Ơ bộ gì làm 4XL nhỉ. Ờ hình như bộ nam em mới có 4XL chứ chị. Không bộ nam có đâu bên 4XL. Ừ, bộ thể nào là 4X ta? To nhất là đến L thôi, bộ nhà mình ML thôi. Này, em ơi H8, H2 mà nhá. Em đang đam mê đi hát. Bộ Chanel làm gì có size to đến đấy em. Lâu lắm chưa được đi hát nhở? Eo chắc phải 5 rồi, chưa được đi hát karaoke đó. Bộ thổ xeo, à. Bộ đấy thì đúng rồi, size nó to nhưng mà em không để ý size bộ đấy.
Ừ. Thôi. Đi hát. Hôm nào cũng về. Hát. Cái nhỏ thôi. À cho chị cái con gấu đi em ơi. Mới về hôm nào. Con gấu em ơi. K148 nhà mình là mẫu gì em nhỉ? Em còn đấy. Em còn màu kem và màu hồng đủ màu ạ. Trên nhà đang còn hồng, trên kho đang còn hồng. Hết rồi. Con này các chị ơi, mã này các chị chốt em mã này là L mấy em nhỉ? L mấy? 199. L199. Nhưng mà ra đây kiểu là ra đây không có chỗ chơi các chị. Từ khi ra đây cứ kiểu đam mê. À L106 em còn. Con này là L199 em nhá. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn em này. Con này em các chị chốt cho em là màu kem này, màu đen này, màu xám này, màu tím than, 159.000 con gấu này luôn cho em. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn nhá, 159.000. Từ khi ra đây kiểu đam mê nó kiếm tiền nó dồn quá nhiều các chị ơi. Chưa có một buổi nào để đi hát trọn vẹn. Đó, ở Thanh Hóa toàn là cứ nghỉ hẳn một buổi mà đi ăn đi hát. Chán chê mới về ra đây cứ phải tranh thủ ăn, ăn tranh thủ về bán. Tại gần nhà quá mà. L10 mấy em nhỉ? 199 em nhá, 159.000 này. 40 cân đến 60 65 cân các chị nhá, màu đen cho em gấu đen này, gấu xám này, gấu tím than và gấu em nó mặc là gấu kem. 159.000 gấu rất là yêu các chị ôm một con gấu về đi mọi người. Đi ngủ đỡ phải ôm cái gì nhỉ? Ôm một con gấu này về nhá. L198 à, L199 159.000 cho em con len gấu ấy. Meli nhá, đằng sau em này. Rất là đẹp luôn, 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn nhá. Màu tím than, màu xám, màu đen và màu em nó mặc là màu kem. Không, con cam 148 nó còn đủ màu em nhỉ? Còn mỗi màu kem à? Còn gì còn màu vàng? Màu cam. Ở đâu? Còn màu cam màu. Còn mình màu kem thôi. Em còn mỗi màu kem chị Uyển, còn mỗi màu kem thôi. Chị Lê My ơi, chị comment cho em là kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại giúp em nhé. Cái số mà các chị đặt hàng nhé. Kiểm tra đơn hàng và kèm số giúp em nhé. Không, H7MS màu hồng rồi. Còn màu đỏ, màu trắng thôi. H7 như còn hôm trước có cả màu gì ta? Màu vàng à? Không. Ba màu chứ? Hồng trắng đỏ. N35 là mã sọc. Em ơi, gấp cho chị cái mã này đi. N35 là mã sọc nhé. Thế nốt N35 rồi ta nghỉ đó. N35 rồi, ok em sẽ lên N35 nữa chị này. N35 của em sẽ là màu áo sọc nhá. À cái quần legging lông côm rồi thôi, để đóng bây giờ chị Loan đi. À đưa chị cái áo kia đi không? Kéo thổ cẩm cổ tim à. Áo đen phối sơ mi chị cho em kéo phối sơ mi ở giường này. Ra trong góc đây để mai đóng cho chị Loan. Gọi nhà mình không bán lông côm, nhà mình bán lông côm thứ 5, thứ 6 hàng tuần thôi. Lên em lên vài mã lông côm cảm giác em chóng váng các chị, chóng váng. Áo nhung hôm trước em còn màu đen nhá. Áo nhung ấy nhỉ. Hôm em còn màu hồng chị. Áo này xinh này em ơi, áo này cho mã luôn là H8 đi. À H9 đi. Ôi, con này lúc nãy mà chị cởi cái quần bò đi. Con này mặc quần bò xinh ấy. Đơn giản nhẹ nhàng cá tính á chị ơi, áo len phối sơ mi cho em. Mã này các chị lên cho là H9 nhá. H9 và kèm số điện thoại cho em này. H9 em sẽ có màu xanh, H9 em sẽ có màu đen. Không chị, cái con đấy cổ tim à? Đấy, cho em cái cổ tim đúng không? Đây cho em cái màu nâu. Vâng, màu nâu ạ. Màu nâu. H9 màu nâu được. Cùng một mã chị. H9 màu nâu. Ờ, thế cái H9 em màu gì? Nâu, đen, xanh. Thôi chung một mã đi chị. H9 em nhá, áo này xinh thế. 40 cân đến 65 cân các chị ơi, tay phối sơ mi điệu nhờ. Quá điệu con này, 135.000. 135.000 mã H9. Các chị cho em là H9 màu này là màu vàng, màu nâu, màu đen và màu xanh.
Con này nó chỉ lại bảo không yêu nữa đi. Con này mà không yêu thì có yêu con nào nữa. Đơn giản nhẹ nhàng, trời ơi xinh ấy. Bao nhiêu cân cũng vừa cho em để lại con này. Thời tiết như thế này, miền Nam miền Bắc chẳng bằng được các chị ơi. Tay phối sơ mi. Trời ơi 65 cân thoải mái cho em 135.000 một áo, xinh ạ. Con này các chị chốt cho em là màu vàng này. Con này các chị chốt cho em là màu nâu. Màu nâu nhá. Con này mình chốt cho em là màu đen. 135.000 mã H9 ạ. Ôi ơi, còn gì đẹp bằng em ơi. Em ơi, còn gì đẹp bằng em ơi. 135.000. Ok, chị ý 5D 5 xanh. Xanh em mặc đẹp đúng không? Màu nó lạ lạ. Màu này giống như cái màu, cái bảng màu hot hit này. Bảng màu hot hit luôn nha các chị ơi. H9 của em. Tay phối sơ mi yêu thế. Mặc nó trẻ trung, cá tính, năng động. Rồi, màu xanh này quá đẹp rồi. Chắc đi lại con này nè. Nè, đẹp nè, thổ cẩm. 135.000. Ừ, màu vàng này cũng đẹp nè. Màu vàng này cũng đẹp. Nói chung màu vàng cũng đẹp. Quá đẹp. Không phải đẹp mà là quá quá đẹp. Đẹp tuyệt vời. Ok, chị Đỗ Ánh Nguyệt 2 xanh. Đấy, xinh chưa? Rồi, chị Cải Huyền màu đen em chốt đơn ạ. Đấy. Nó lành chưa? Úi giời. Úi giời, em gái các chị xinh thế. Đấy, H9 nha chị ơi. Xinh quá nhở. Hay là kiểu hôm sau mà chị có cưới chồng thì cần đăng lên Facebook là về đến làng. Về đến làng là đã có tin rồi. Đấy. Quá đẹp nhở. Xinh nhá. Chị bảo cái màu gì đẹp hơn, màu xanh đúng không? Màu vàng cho em nè. Bảy sắc cơ bầu. Xanh, vàng, đỏ, xanh, rồi đen, rồi tím than rồi. Màu đẹp quá. H9 nha các chị ơi, để em qua mẫu nha. Màu nâu đấy em xây ta. Màu nâu đấy em đẹp nè. Màu đen đấy em xinh nè. H9 cho em nhá. 135. Còn cái gì để tri ân nè. Còn cái gì để tri ân đây rồi em. Không, áo bò đấy thừa nhưng mà áo bò đấy vậy đấy. Và chị hai con đi. Con này còn đúng hai con. Lài ơi, chị mua bộ 4XL. Đó, mặc rộng. À, bữa chị mua một cái áo bị lỗi ngược tay. Ok chị Mai Trang. Ok ạ. Được nhá chị nhá. Vâng, ok, em cảm ơn chị yêu rất nhiều. Thôi, đơn sau chị cứ bảo là miễn ship cho chị. Lại nó bảo miễn ship cho chị nhá. Ok là bên em xác nhận luôn ạ. Em cảm ơn chị nhiều nhá. Biu 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 chúc chúc. Rồi đó chị ơi, con này tri ân cuối buổi đi. Cảm ơn chị yêu. Rồi con này đó chị nhá. Nào con này em chân kỷ niệm với chị luôn đi. Đấy, mã này mình lên luôn cho em mã gì ạ? Kỷ niệm với chị nhá. Quần da em mặc là 220 ạ. Mã số cho em là kỷ niệm với chị ơi. Em kỷ niệm với chị con áo khoác choàng này. Em còn mấy con thôi. 69.000 nhá, kỷ niệm cuối buổi. Đúng mã cuối cùng để em kết thúc livestream ngày hôm nay. Livestream hoan hỉ đó chị ơi. Mã số cho em kỷ niệm nha. Kỷ niệm với chị ơi. Mã số đây là kỷ niệm 79.000 mã kỷ niệm. À chưa, mới đọc 69.000 đúng không? 69.000 cho em. Mã số cho em là kỷ niệm. Mai là bác Kim đi tìm một kỷ niệm ở đâu. Hoài niệm. Mã số cho em là hoài niệm nhá. 69.000. Hoài niệm. Ừ, hoài niệm đi. Hai con màu rêu rắn rài. Ok, một cái thôi chị Đỗ Anh Nguyệt lần nào cũng chốt đơn có hai cái thì comment hai cái có năm cái thì chốt hai năm cái luôn. Như thế này em đi chốt dài. Hoài niệm đi các chị. 69.000. Không, một thôi. Chưa biết ai được ngày mai. Đang màn hoài niệm. Đây có ba con đi nãy. Con này ba len khác mà. Cho chị con nỉ lên đi. Không, con này màu tím rồi à? Hôm nay đóng hết đơn màu tím rồi chị. Con loang loang này. Còn từng đấy con à? Đây. Ngại trả thế. Con này là con màu hôm nào đây? 89.000. Con áo này tặng nốt đi. Con áo này đó chị ơi, VIP 20 à cô? VIP 20 à? Không, em nói đùa thôi, em nói thật mà em nói đùa mà.
mặt em nó nghiêm trọng nhưng mà thực ra em đang nói đùa đấy chị, đừng có giận nha, đừng có giận nha. Nói chơi thì chị em mình tát tát nước câu cho nó hay. L125 em tặng kỷ niệm các chị nốt con áo len này 79.000 L125. Chị nào lấy L125 thì mình chốt cho em nhá, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn ạ. L125 79.000. Đừng giận em nhá, em đã đùa thế thôi. L125 sorry chị nếu mà chị giận. 40 cân đến 60 65 cân các chị ơi, L125 79.000 đồng cổ choker này. Màu xanh nhá, màu xanh coban. Nhưng mà màu coban này màu coban nhẹ, không phải màu coban nó. Ôi giời ơi, khiếp chị yêu hôm nay cỡ like muộn thế, toàn hôm nay toàn cứ yêu em á. Sao các chị yêu em? Các chị thương em thôi, đừng yêu. Nha, đừng yêu. L125 ok chị Hà Nguyễn một con ạ. Lâu lâu vài khuya hôm nay lên muộn, mai cố gắng là lên sớm, mai cố gắng lên sớm, lai sớm nghỉ sớm với chị nhá. Rồi. Ok L125 chị Hà Nguyễn một con này em còn tầm chục con nhá. 79.000 nốt các chị ơi, chất len đẹp lắm. Anh cổ chốc cơ xinh xịn sò luôn. Đấy, chị nhìn thấy cổ cho em là cổ chốc cơ như này nhá mọi người nha. Đây. Cổ chốc cơ đẹp cho em như này, 40 cân đến 60 cân các chị đã chốt đơn cho em nhá. Với giá là 125.000 à quên, với giá là 79.000 thôi ạ. L125. Chị nào lấy L125 thì mình chốt là L125 và kèm số cho em nhá. 79.000 đồng. 40 cân đến 60 cân các chị gái chốt đơn cho em nha. Con này xinh mà các chị. Không chị nào thích con này à? Rồi. Còn nan loang này, con nan loang này có trên mẫu không em? Chồng em bảo vợ yêu đứa này à. Hôm nào cũng xem. Chồng em chị hai đứa mà chơi mà em kêu em bằng chị nữa. Em già rồi. À cái lỗi em đâu là em đang trẻ. Ở con này ấy chị ơi. Rồi, con này các chị nhắc, con này là N34 đúng không em? N34 yêu à. Đúng, yêu thương. N34 á chị ơi, 125. Em sẽ còn màu tím nhá. Màu tím, màu trắng, màu xanh. Chị nào lấy con này mình chốt là N25. À quên. N34 125.000 ạ. N34 125. Màu trắng có rồi, màu xanh này. 40 cân đến 60 cân ạ. Áo em mặc 135.000 nhá. Mã số cho em là H9. Đây các chị ơi. Xanh nha em này, con này đẹp lắm. Xanh tím và trắng ạ. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn nhá. Xanh tím trắng ạ. Chị nào lấy con này mình cứ chốt cho em mã này là N34 cho em 125.000 nhá. Các chị nhớ like video và ấn chế độ theo dõi nha các chị ơi. Nhớ like và ấn chế độ bếp theo dõi bếp nha mọi người nha. Đấy. Chị nào lấy con này mình cứ chốt cho em mã này là N34 125.000 cho em nhá. Bao xinh bao đẹp. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn em này. Màu tím em chắc rất là đẹp luôn. N34 năm trắng năm xanh. Ok bác Ý. Bác Ý ơi, cái này có màu đen em, bác Ý có lấy không? Bác Ý có lấy màu đen không bác Ý ơi? Chẳng biết bây giờ lên cái gì cho bác Ý chốt đơn này nữa này. 125.000. Trần Thị Ní. Đây là bác Ý muốn lên cái gì đây? Mấy đứa chúng em lên này. Con nỉ phản quang nhờ. Con nỉ phản quang được không chị? Bác Ý ơi, con nỉ phản quang được không? Con nỉ phản quang đây này. Con nỉ này đẹp lắm. Nỉ phản quang chất lượng luôn. Con này là N33 của em này bác. N33 này các bác ơi. Khách vẫn chốt như lịa con đấy luôn. Em màu cho em đi các chị ơi, con phản quang của em. À con phản quang hình như có 100 lúc này em gấp cho em nhỉ. N33 của em nhá, 129, con phản quang này đắt hơn 5.000. N33 129.000 N33. Màu hồng, màu xanh. 40 cân đến 60 65 cân các chị chốt đơn em con này nhá, N33 của em này. Xinh lắm, màu cam nữa chứ. Áo phản quang. Sao tự nhiên sao nhìn em giống hệt Sĩ Quách? Em giống ai chị? Sáu bác ạ. N33 của em nhá. Năm hồng, năm xanh. Năm cam à. Đủ em. Cái này có cả ba len. Có cả con Mickey nữa cơ, nhiều mẫu lắm. Set ấm ạ.
Hôm bữa chị nhận set ấm đẹp dã man luôn. Set ấm là set gì ta? Set len à chị? À hết hết xì quách là mất sức à? Em mệt quá các chị ơi, tự nhiên nay đang đuối cả sức này. Đuối sức luôn. Mà à thế à, em tưởng giống diễn viên nổi tiếng. Các chị làm em hoang mang. Màu đen các chị ơi. À thế à. Thảo các chị ơi, màu đen này. Màu đen này đẹp này. Thật sự mà em chẳng biết. Bác Ý có lấy áo gió nữa không? À nhìn em mệt dữ à. Đang đó, cho chị con L106 đi. Đuối quá rồi. Tầm mẹ ai mà đừng cục đập cái ghế. Ôi trời. Hôm qua chị chốt cái áo gió mà một sản phẩm không gọi, không gửi, gọi điện chốt đơn thêm mà gọi không được. À thế là chị Bích Phượng, hôm nay chị có lấy thêm sản phẩm gì không? Thôi, áo em mặc 135 ạ. Thực ra là một cái áo gió các bạn sợ gửi em, mọi người hóa đơn. Em bảo các bạn là một cái đấy là hơn 100 nghìn mới gửi. Chưa kể tiền ship là sao các bạn không gửi. Ơ? Bọn này ngu lắm, nó vẫn còn ngu nó ở với em cơ. Chết với tao. Con L106 nha các chị. Mỗi màn đêm buông xuống, em chợt nhớ về nhà. L106 đây em, con này nhá, 159.000. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn ạ. À, mã số cho em là L106. Chị nào lấy L106 thì mình chốt cho em nhá. Hôm nay có mã nào em không chụp kịp không? L106 cho em nhá, 159.000. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn nhá. Nhờ mã nào? L106 cho em màu nâu này, à màu kem. Màu đỏ này. Màu tím than và màu nâu nhá. Mã số cho em là L106. À màu tím than em ơi. 159.000 L106. Tím than này. Em nhận được con len kem rồi, ung hết sức. Thank you bác. À, hôm qua em cũng có đơn mà hơn dưới 100k mới chốt được cái áo phao rêu B35 may gửi hàng cho em nhé. Ok chị Liễu ạ. Rồi L106 em đẹp mà. Con này em đảm bảo các chị nhận hàng có mê em. Em hiện tại bây giờ em đang cao là 1m57, nặng 50 cân. Quần umi đá em còn nhé chị Ngọc Như Nguyễn ơi. Mã đấy của em là kỷ niệm à? Quần umi đá. Ờ mã kỷ niệm đúng không? Ê chị đớm đớm ở đây tí ấy. Mấy cái quần này quần L106 của em ạ. Khách hàng nhận được con này. Con này không đẹp với con nào đẹp. Trời ơi em bảo các chị 160 quá rẻ rồi. Chị vào quần kỷ niệm hay quần nào? Ờ quần kỷ niệm ấy. L106 cho em nhé mọi người. L106 cho em ạ. Ờ bộ 199.000 ngày mai em về thêm đấy. Ngày mai em mới về thêm bộ đấy. Tại vì đang hết hết màu hồng. L106 cho em nhé. Màu tím than, màu nâu ạ. Màu đỏ. Đấy. Cái đấy là 78.000 chị. Mà màu kem. Em lên lại cái quần đấy này. Cái quần này của em là Q10 các chị này. Thực ra đợt này bán hàng đẹp nó quen rồi các chị. Tự nhiên các chị cứ bảo lấy bộ về đi. Em bây giờ hàng bộ đẹp á. Hàng bộ đẹp bây giờ nó toàn thiếu size. Tại vì nó đang hết hàng. Mà lấy những cái chất mà, cái chất mà xấu xấu ấy. Bán thì đắt khách thật. Nhưng mà lúc các chị mua về các chị không mặc được ấy. Nên lâm ra lại chửi em. Nên là cũng biết là lên bộ. Nhưng mà chưa tìm được cái bộ nào nó đẹp. Bộ bây giờ bộ mà bằng tầm 280-290 các chị vẫn đang bình thường đúng không? Quả đây là Q mà em nhá. Q20 à? Q10 cho em nhá, 78.000 một quần này. Em có size S, size M, size L và size XL, size to nhất các chị dưới 60 cân. Cái này còn có một cái viền của nó là cạp sọc xanh á. Cái này có hai sọc luôn cho em nhá. Đây quần này cũng là chất u mì chị. Em biết cái quần đấy rồi, bây giờ em sẽ lên lại. Đây là quần Q20 đã. À Q10. Chị nào lấy quần này mình cứ chốt là Q10 cho em. 78.000 cái quần này mê ly cuộc đời. Chất của nó dày lắm. Sờ vào lần này nó vải nó cao hơn. Em vẫn bán bằng giá đó mọi người. Vẫn bán bằng giá thì rẻ hơn ấy. Đợt trước như bán 89.000 hay sao em cũng không nhớ. Ơi quần này là kỷ niệm bán 78.000. Coi như là đi cầm đơn quần áo để các chị chốt thôi.
Thế mình cứ về mình sờ cái quần này của em xem. Đường may, đường chỉ nó rất là chắc chắn nhá. Lúc này em có lên rồi. Đấy, chị nào lấy con này mình có chốt là Q10 cho em, còn lên em lên lại cái mã quần kỷ niệm với chị nhá. Quần này em có đầy đủ size đấy. Áo đẹp lắm luôn, mà ở miền Nam muốn mặc chết, mua về mặc đi đâu chứ áo em. Thế á chị, miền Nam đợt này là em đã không lên váy đi. Váy này đang miền Bắc nó lạnh lạnh, nó không lên. Đợt này hơi thiệt các chị ở miền Nam một tí. Đó, một vụ các chị miền Bắc. Rồi quần giấy cho em đẹp chưa? Quần nằm trong túi giấy nhưng mà không phải quần giấy á. Chất liệu của quần là chất u mì, quần cặp đá. Quần này mai đóng về cho chị Loan ít này, đỡ phải mua cái quần hộp kia. Quần này các chị lên đây là quần kỷ niệm. Nói chung cái quần này là dáng ôm cho em nhá, dáng đẹp chất u mì Hàn. Từ 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn, từ size M đến size 4XL. Quần hàng u mì nằm trong túi giấy á. Mã số cho em là quần kỷ niệm các chị nhá, 78.000. Ôi dồi ôi, quần này bán 78.000 đúng không ạ? Cũng là cứ cho là 80.000 đi. 80.000 các chị mua ở đâu được cái quần này ạ? Không có luôn, hàng Việt Nam xuất khẩu hàng đẹp của em đấy. Ui dồi ôi các chị ơi. Bá cháy khét lẹt luôn. Quần này các chị lên em ấy là quần kỷ niệm thôi. 78.000 sờ được chất u mì Hàn của em nhá. À, các chị mua một cái quần mình mua về mình trải nghiệm thôi. Em vẫn muốn khách hàng mới ạ. Và khách hàng đã từng mua một lần, bây giờ mình gọi là bây giờ mình muốn mua thêm, mình coi trải nghiệm lần thứ hai nó có giống như lần đầu không. Thì các chị cứ cốt cho em quả này. 78.000 cái quần này cho em này. Đấy. Quần bò em lại đang nhác lên đây này. 78.000 cho em có rất là nhiều cặp đá nhá. Ui ôi. Để dành cái du lịch mặc. Khoác lên ngày mai em lên nhiều đã. Đây các chị ơi. Quần này các chị ơi, quần kỷ niệm, đúng quần kỷ niệm luôn. Giống cái cũ chị lấy phải không? Bây giờ em không nhớ luôn. Em không nhớ chị lấy cái mẫu luôn. Em đã có vàng lắm. 78.000 cho em mã quần kỷ niệm. Quần này không đẹp cứ trả lại hàng cho em ạ. Trần chỉ trong trần chỉ ngoài. Hàng công ty, hàng miền Nam xuất khẩu nhá. 78.000 một quần. Sau này em có thể bán cho các chị cái mức giá mà quá hợp lý, quá rẻ như thế này được. Cặp đá cho em có thể là Givenchy mà đầy đủ size nha. M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Size to nhất các chị dưới 65 cân mình chốt đơn ạ. Trời ơi, size M các chị dưới 52. Size L dưới 54. XL các chị dưới 56, 57. 2X mình dưới đô tầm 58, 59, 60. 3X dưới 63, 62, 63. Và 4XL tầm 65 cân các chị quất luôn quả này cho em. Quần kỷ niệm 78.000. Một quần các chị đang tri ân ấy. Đáng nhẽ ra lúc nãy là phải lên rồi nhưng em quên mất mã này. Chất của nó là chất u mì Hàn. Chất này các chị đã được kiểm chứng. Em có bán quần VIP nữa. Quần VIP và một cái mã quần Q25. Quần này cũng thấy chất u mì Hàn dày đẹp cho em nhá. Mà em bán kỷ niệm các chị đúng là bán gọi là hâm hâm dở dở ương ương thì ta bán thôi. Được chưa? Coi như là các chị ơi mình cứ mua thử đi. Mình mua về mình trải nghiệm. Mình mua xem là hàng của nó như nào. Ôi sao mà em lại nó bán rẻ thế chứ lị đúng không? Tự nhiên mình mua, tự nhiên mình xem livestream của nó có duyên. Tự nhiên mình kích vào. Mình đấy ạ. Ừ. Ôi bán cái quần này có 78.000 à. Mình mua toàn 300-340, không biết là về hàng nó như thế nào. Đấy, mình mua thử một cái cho em thôi. Là mình sẽ biết hàng của anh em như là túi trước, túi sau. Và đầy đủ, thiết kế đầy đủ cho các chị này. Túi sau, túi trước, mê ly cuộc đời cho bên trong này. Hàng này. Đấy, chị ơi, 78.000 có size. Mình chỉ cần để lại số á. Ngày mai bên em gọi tư vấn size, tư vấn chiều cao. Các chị chiều cao cân nặng bao nhiêu mình thông báo với các bạn bên em để bên em chốt đơn. Chủ yếu là hiệu chị. Được chưa? Chủ yếu là hiệu nhá mọi người nhá. Gì? Ủa chị like cái con đấy mà. Không mà chị like con 6 con còn lại. Cái này là có hiệu luôn cho em nhá. Quần kỷ niệm ạ. À. Đây đi kèm đơn quần áo nó càng tốt đó chị ơi. Không bây giờ bán một con này 78.000 cho chị bom em đúng không ạ? Không còn được này, hàng nó như thế này. Quần đựng trong túi giấy. Hàng VIP, hàng đẹp. Từ lúc coi like của shop không thích mua hàng bên nào nữa. Mua đồ vừa đẹp giá lại vừa rẻ thời trạng. Em cảm ơn chị Phúc rất là nhiều. Cảm ơn chị nha. Không, chị Phúc ăn căng đang bom hàng. Nguyễn Kim Phúc. À thế à? Thế chị không xả hàng à? Quần kỷ niệm cho em nhá. Rồi em nghỉ đây nha mọi người ơi. Thế là hết một ngày gặp các chị rồi. Gặp chưa được gặp các chị ở ngoài đời chứ gặp được xem livestream cho mắt xem thôi. Ước một lần được gặp các chị ở ngoài đời. Học tin Tết thôi. Hả? Học tin Tết. Học tin Tết.
Rồi chị ơi, họp thì càng sướng luôn này. À, đằng sau có túi cho em nhá, không bao giờ bị giản cái đường chỉ may nó may kỹ nhở. Chưa thấy cái dòng quần nào nó may kỹ như thế này. Ok chị yêu, này, này, em nó may kỹ càng luôn đấy chị ơi, 7-8 nghìn cái quần này đúng là sướng cuộc đời. Rồi ok chị nha, rồi chị cứ bóc vào Zalo cho em nhá, 7-8 nghìn cho em ạ. Rồi cảm ơn các chị rất là nhiều hôm nay đã xem livestream của em ạ. Hẹn các chị yêu vào ngày mai nhé mọi người nha. Chúc nửa thế giới ngủ ngon nha các tình yêu ơi. Chúc nửa thế giới ngủ ngon nhá. Bye bye các chị.